Vừa mới đâu rồi ta, bật lại lên đầu móng ra rồi. Đi hé làm gì? Đi ô tô. Ý cũng có trả. Rồi hello mấy chị ha, chị nào vô rồi chấm bài tương tác giùm em ha. Trời ơi tối nay em có nhiều hàng hay hay lắm mấy chị. Mấy cái mẫu áo len mới lắm mấy chị, mà hàng siêu rẻ luôn nha. Ê cái mẫu này đẹp chưa? Ha ha, mua bi của tao đâu không đồng nữa đấy. Áo con chuột tôm và Jerry, bỏ cho em mỗi màu hai cái nha. Hết rồi. Ê dễ thương quá này, thì Diễm đẹp đẹp, trời đúng xinh luôn á trời. Mấy cái áo này order toàn 200 mấy ngàn không, đẹp quá, xinh ghê mấy chị. Thôi mấy chị phải mặc từng cái. Ê nút bọc luôn nè, trời ơi nhìn đẹp quá đi. Trời đúng đẹp luôn á mấy chị. Lên nha, chia sẻ like dùm em. Bắt đầu em like, ghi em mã may mắn kèm số điện thoại đi mấy chị. May mắn kèm số điện thoại dùm em nha. Chia sẻ like dùm em. Tối nay chị nào không xem like là không được mấy cái áo này hàng bình thường. Siêu đẹp luôn. Xin đỡ trước bình thường, ở xin đỡ xa bình thường không bị nha. Rồi ghi điểm em mã may mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nha mấy chị nha. Đợi xíu nha mấy chị nha. Cái quay gặp anh. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại đi. Em sẽ dành tặng cho mấy chị là 3 set u mì nha. 3 set u mì dành cho ba chị. Chia sẻ like nhiều cho Hải nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nha mấy chị nha. Tương tác dùm em ha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai. Mấy chị bấm like bài viết dùm em ha. Cho Hải xin một nút tương tác nha mấy chị nha. Chia sẻ like lên cho Hải nha mấy chị nha. Rồi ghi dùm em mã may mắn kèm số điện thoại. Ủa cái này còn đúng 3 set luôn, tặng luôn 3 set nha. Là hết rồi không mấy chị. Cái này em còn đúng 3 set cuối cùng này. 3 set cuối cùng em tặng luôn cho ba chị luôn nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùng cho em nè mấy chị. May mắn kèm số điện thoại dùng em ha. Cái này là 3 set nha mấy chị nha. Hàng này về mình cầm trên tay mấy chị nhìn nó xịn lắm luôn. Giống hoạt hàng mấy chị đi mua 260 ngồi á nha mấy chị nha. Hàng 260 ngồi nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùng em luôn. Dành cho chị nào chia sẻ like dùng em ha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hồi nhốt để chế độ công khai. Bấm like và biết dùng em nha mấy chị nha. Tương tác dùng cho em luôn mấy chị, ghi may mã may mắn ha. Và mấy chị nhớ là chia sẻ like rồi hẳn lên mã nha mấy chị nha. May mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nha mấy chị. Chia sẻ like lên cho em nha mấy chị nha. Sao lại không có tương tác kìa. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùng em nha mấy chị nha. Đi xe mua lần hết rồi hả mấy chị ơi. Rồi lên nha mấy chị nha. May mắn kèm số điện thoại dùng cho em luôn mấy chị ơi. Tương tác nha, chia sẻ like lên đi mấy chị. Chia sẻ like lên nha, hôm nay nhiều hàng đẹp lắm luôn á. Mấy chị nào mà có sở thích mà mua mấy cái áo mà hàng mấy áo len mông mà hàng tao bao mà mấy hàng mà lạ lạ mấy chị. Thấy mấy bạn mà trên tao bao hay mang á thì mấy chị ở lại với Hải nha. Hôm nay Hải có nhiều hàng lắm luôn. Nhưng mà chỉ có đúng một lô duy nhất nha mấy chị nha. Không có lô thứ hai đâu mấy chị. Và giá là siêu rẻ nha mấy chị nha. Chỉ có mấy chục ngàn một cái thôi nha mấy chị nha. Bằng mấy chị uống ly trà sữa rồi à nha mấy chị nha. Rồi ghi giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Chia sẻ like lên nha mấy chị nha. Ghi giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm chạy. Như mấy cái mẫu này nè mấy chị, nó có chỉ có một hai cái thôi nè. Đẹp quá luôn á. Đẹp chưa? Nè mấy tình yêu nè. Đẹp lắm. Mấy cái hàng này các bạn nào mà order là sẽ biết đó. Siêu đẹp chưa? Nhìn cái nút của nó nè mấy chị. Nhìn hàng nha, hàng này mình order toàn 200 mấy, 300 mấy ngàn một cái không á. Rồi lên nha mấy chị, may mắn kèm số điện thoại giùm em. Cố gắng chia sẻ like tương tác lên giúp em đi bây giờ. May mắn kèm số điện thoại lên giúp em luôn đi ạ. Xinh xỉu chưa, xinh lắm luôn ấy. Nhìn đẹp chưa mấy chị nè. Xin chúc cho ba chị chia sẻ like nhiều nhất cho bên em mấy chị ạ.
Xinh lắm, siêu xinh luôn nha. Tình Lê chia sẻ like rồi, đã lên mạng chị ơi, cố gắng chia like để chế độ công khai với em luôn ạ. À. Rồi ghi liền em nha mới chịu nha. Chị nào mà chia sẻ rồi hẳn lên mạng nha mới chịu nha. Ghi dùm em mã may mắn kèm số điện thoại dùm em, chia sẻ like lên cho Hải nha mới chịu nha. Tương tác dùm cho Hải đi mấy chị ơi, lên giúp cho Hải 150 người xem nha mới chịu nha. Hôm nay tương tác kém lắm luôn ấy, nha mới chịu nha, hay là đi xem muốn lăn hết rồi mấy chị, nha mới chịu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùm em ha. Tối nay mấy chị nào mà sỉ mà bỏ like là trời ơi, nha mới chịu nha, rất là tiếc luôn, nha mới chịu nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em nè. Rồi mã đầu tiên nha mới chịu nha, em lên luôn nha mới chịu nha. Rồi mã đầu tiên nha mới chịu nha, em xin chúc mừng cho chị Tuyết Trinh 0973709290. Rồi Hải xin chúc mừng cho chị Tuyết Trinh 290 nè. Tuyết Trinh 290 chia sẻ like cho Hải nhiều nhất luôn, đúng không anh? Rồi chia sẻ like cho Hải nhiều nhất luôn nha mấy chị nha. Cảm ơn chị Trinh nè. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại lên nhanh đi mấy chị ơi. Lên nhanh để mình săn hàng nữa mấy chị. May mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nè. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Ghi giùm em mã may mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nè. Rồi may mắn tiếp theo nha mấy chị nha. Em xin chúc mừng cho chị Bảo Ngọc 0935631392 nè. Rồi chúc mừng cho chị Bảo Ngọc 392. Chị Bảo Ngọc 392 nha mấy chị nha. Hãy xin chúc mừng cho chị Bảo Ngọc 392 nè. Rồi tiếp cho một chị nữa nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Rồi. Trời ơi, hả? Rồi hãy xin chúc mừng cho chị tiếp nha mấy chị nha. Rồi hãy xin chúc mừng cho chị cuối cùng là chị Nấm Phạm 0387674894 nha. Rồi chúc mừng cho chị Nấm Phạm 894 nè. Rồi hãy xin chúc mừng cho chị Nấm Phạm 894 mà cuối cùng ha. Rồi bắt đầu em qua hàng luôn nha mấy chị nha. Qua hàng luôn, lên con áo siêu phẩm này đầu tiên đi mấy chị nha mấy chị nha. Ghi dùm em mã siêu phẩm dùm em. Giá là 69.000 uống bằng một ly trà sữa gông cha thôi mấy chị nha mấy chị nha. Nhưng hàng này nếu mấy chị order ra tầm khoảng giá là 160-170, tiền ship về đây nữa là tầm khoảng giá là 200 mấy nha mấy chị nha. Em bán cho mấy chị luôn giá là 69.000 có sỉ. Chốt dùm em mã A1, mỗi mã em có số lượng 10 cái, 15 cái thôi nha mấy chị nha. Không có số lượng nhiều nên là mấy chị tranh thủ chốt nha mấy chị nha. Nhiều hàng đẹp lắm luôn, hãy cực kịch hiếp thích mấy cái mã này nè mấy chị. Ghi em mã siêu phẩm dùm em ha. Chốt nhanh dùm em mã siêu phẩm dùm em. Siêu là phẩm hàng của nhà Hải là hàng mẫu mới 100% 2020 nha mấy chị nha. Không chơi hàng thanh lý và cũng không chơi hàng lên kiện nha mấy chị nha. Mỗi mã có cục cục như thế này nha mấy chị nha. Để ý hàng dùm em ha. Rồi ghi dùm em mã nha mấy chị nha. Chốt thì dùm em mã A1 dùm em nè mấy chị nè. A1 siêu phẩm cho Hải cũng được mấy chị. Giá là 69.000 bao rẻ toàn quốc cho mấy chị con áo này luôn nha mấy chị nha. Ghi em mã A1 dùm em nè. Đẹp siêu lắm mấy chị. Nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn, mình tranh thủ siêu chốt cho mấy chị. Nha mấy chị. 627. Cái hàng này mình mặc quanh năm được luôn nha mấy chị. Lên mã siêu phẩm 69.000 cho mấy chị xem nè. Cái này là nút thật nha mấy chị nha. Nút thật siêu dùng cho Hải luôn. Đây nè. Đó mấy chị thấy không? Nút bọc nha mấy chị nha. Siêu phẩm 269.000 cho Trần 265 A1 và siêu phẩm cũng được mấy chị. Nút là nút thật nha mấy chị nha. A1 ghi liền em nha mấy chị nha. A1 dùng cho Hải. Đây nè. A1 69.000 cho. Đã lắm luôn ấy, con này chốt nhanh đi mấy chị. 69.000 có sỉ. Quá là đẹp luôn. A169 cho chị ơi. Ôi, cái này chốt nhanh đi mấy lên chị. Lên mã siêu phẩm mã A1 cho em 69.000 cho em ạ. Dùm em 69.000 dùm cho Hải nè mấy chị. Ghi em mã A1 nha mấy chị nha. Rồi lên mã A1 69.000 mã siêu phẩm với em đi mấy chị ơi. A1 69.000. Mấy chị, em lên cho mấy chị cái con tắc này đi. Để lên con tắc này đã hè. Lên con tắc nha mấy chị nha. Ghi liền em nha mấy chị nha. Ghi dùm em nè mấy chị, lên con tắc này. A169.000 cho đi Đặng Anh Khoa lên mà A169.000 cho em ạ. À. Giờ này Ngọc lên á, Yến Trần có rồi nha. Cái này là tắc. A169.000 cho đi Thục Châu. Siêu dai luôn và em ôm được sale nha. Cái này mấy chị mua trước đi mấy chị nha. Siêu phẩm 69.000 cho Linh Tâm Lê Thị. Bây giờ là Hải về trước Hải sẽ được rẻ cho mấy chị tầm khoảng rẻ lên hơn. Siêu phẩm 69.000 cho em mấy chị ơi. 30.000 một cái nha mấy chị nha. Em bán mấy chị 15.000 một cái quần tóc này nha mấy chị nha. Quần tắc 15.000 một cái, bao rẻ luôn mấy này. Mấy chị vô mùa là mua hàng 60-65.000 đúng không? 60-65.000 á mấy chị. Đây nè, em bán cho mấy chị nha. Giá là siêu phẩm 69.000 cho Trân Trân 15.000 một cái. Em có đúng mấy con thôi mấy chị nha. Siêu phẩm 69.000 Mỹ Duyên có rồi nha, Đặng Anh Khoa có rồi. Khách mới mà kèm số tờ lấy cho em mấy chị ơi. Siêu phẩm 69.000 cho Thắm Bùi. Cái này là bán tặng đấy nha. 15.000 một cái. Mua 5 cái về để dành mang đi nha. Giờ là bán trước đó, Hải là Hải chạy trước cho mấy chị là được rẻ đó mấy chị.
lên năm lên thì có rồi chị nha. Giùm em, thấy rằng anh Khoa có rồi chị nha. Cái liềm em mã tóc giùm em nha mấy chị nha. 15.000 một cái, siêu rẻ luôn đó mấy chị. Bao nhiêu cái đó? 15 nha mấy chị nha. À 50 cái, được 50 cái thôi mấy chị. Ok, nhiều mấy anh thấy nha. Trời ơi, tóc mấy chị nhìn nè, tóc Hàn Quốc nha mấy chị yêu ơi. Nha mấy chị nha, 15.000 một cái, 50. Quần tóc hai cái với Trần Thị Ngọc Linh. Trời ơi, cái quần này đã lắm mấy chị. Mua đi nha, để dành mang mấy chị. Cái này em về trước để cho mấy chị á, nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã quần tóc dùng cho em ha. Anh mới mở kèm số thở lên nha mấy chị, lên mã quần tóc 15 ngàn cho em ạ. Siêu rẻ luôn đó mấy chị, chốt đi. Bây giờ em về trước là em bán giá rẻ mấy chị, nha mấy chị nha. Tóc 15 cho Na Hiên Ren. Thật sự luôn, sao là không có giá mà 15 ngàn đâu mấy chị, nha mấy chị nha. Không bao giờ có 15 cho Nguyễn Thị Bích Duyên. Không bao giờ ở đâu có 15 ngàn một cái. Chị nào mà mua về quần để dành hai cái cho Lily Tròn. Nha mấy chị nha. Ghi em mã quần tóc dùm em 15 ngàn một cái. Quần tóc chốt cho Môn Môn 3 cái. Đẹp lắm luôn mấy trời. Siêu đẹp luôn. Quần tóc giùm em nha. Rồi em lên áo quần em mặc. Quần tóc 15 ngàn cho em ạ. À. Quần tóc 15 ngàn 5 cái cho Nguyễn Thị. Đây áo em mặc. Và đặc biệt là em sẽ cho mấy chị kim ngủ cái áo này nha. Quần tóc 15 cái thôi mấy chị ạ. À. Lên mẫu quần tóc 15 cái cho em. Này có một màu cái đó. Nó có một màu thôi mấy chị ạ. À. Đừng lên trắng đen gì hết mấy chị ơi. Nè. Nó chỉ có một màu thôi ha. Mấy chị. Một màu đen thôi. Chị nào lấy quần tóc lên mẫu quần tóc giúp em. Chị nào lên màu thì không có chốt được mấy có chị. Có một nha. Màu đen thôi mấy chị quần ơi. Quần tóc 15 cái với chị Khánh. Một màu đen thôi. Nè. Quần tóc 15 ca với Tuyết Đào. Trời ơi, thấp quá luôn mấy chị ơi. Lên mã quần tóc 15 ca với em ạ. À. Nè mấy chị, đã chưa? Trời đâu ơi, A2 giùm em. Rồi cái này ghi em mã A2 nha mấy chị nha. Nguyễn Minh Nam không có màu da nhỉ? Chị ơi. Đừng lên màu da chị nha, lên chị màu ơi, da em không có màu chị màu ạ. Mà em đâu có lai màu da đâu mấy chị, lên màu da như vậy là nhầm đó chị ơi. Nha. Rồi em có lai màu da đâu mà tự nhiên lên màu da như vậy là nhầm đơn mấy chị ơi. Mất công chốt rồi xong. Ôi Hải ơi, chị chốt màu da mà sao bỏ chị màu đen. Em đâu có lên da đâu mà mấy chị chốt hai màu. Nha mấy chị ơi nha. Nghe rõ giùm em với mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mà A2 giùm em mấy chị ơi. Quần tóc hai cái cho Mai Thủy. A2 69 ngàn cho em ạ. À. Rồi ghi em mà A2 nha. Nhìn cái nút của nó có cái hoa bên trong luôn mấy chị. Hả? Người trùng số tuổi đang không bớt. Rồi cái này ghi liền em nha. Chốt liền em mấy chị nè. Ghi liềm em mã nha mấy chị nha. Ghi em mã giùm em mấy chị. A2 giùm em ha. Ghi em mã A2 giùm em. A2 giùm em Thục Châu. Chúc em mã A2 giùm em. 69 ngàn giùm em. A2 69 ngàn cho bé em Phan. 69 ngàn có tỷ nha. Chúc em mã A2 là áo em mang nha mấy chị. A2 con 69 ngàn cho Nguyễn Thủy. Chúc em mã A2 giùm em. Cái này em có 2 con em like luôn cho mấy chị tăng nhanh nha. Lên mà A2 69 ngàn lên giúp em mấy chị ạ. Thục Châu có rồi chị nha. A3 giùm em nha. 69 ngàn giùm em. Đồng giá 69 ngàn. A2 69 ngàn lên giúp em với Trịnh Văn Khánh. Rồi cái này A3 giùm em. A2 69 ngàn cho Huế Nguyễn. Ý, nút đảo quá luôn, hàng đẹp quá. Chị ơi, lâu lắm rồi mấy chị. A2 69 ngàn cho Mai Thủy. Mấy chị biết không, em ưng về mấy cái mẫu mà trên cho mấy bạn mang cho nó sướng mấy chị. Mà giá thật sự rất là rẻ luôn. A2 69 ngàn Huế Nguyễn có rồi, Trịnh Văn Khánh có rồi. A2 này 69 ngàn thôi mấy chị ơi. A2 69 ngàn cho Trần Thị Kim Ly. Rồi kim em mà A3 nha. Và cái hàng này yên tâm mấy chị ơi, 60 kg đổ lại mang đẹp cho Hải luôn. Đẹp ngất ngay con gà tay luôn nha mấy chị ơi nha. À, yên tâm rồi, có rồi nha. Rồi ghi liền em mà A3 giùm em nha. A3 có 2 con thôi. A2 bên em còn 1 con nữa chứ nào. Lấy chút luôn với em mấy chị ơi. A3 mấy con? A3 1 con rồi, 2 con. A3 2 con chứ gì Yến Trời 265 hết bao ba. Trời ơi lấy nhanh nha. Trời ơi nó đẹp gì đâu luôn ấy. Cái chị nào mà khó mặc đồ mua mấy con này nè. Ôi đúng đã luôn nha. Ghi liền em mã A4 giùm em. 69 ngàn giùm em. Chốt nhanh giùm em mã A4 nha mấy chị nha. Mấy chị thấy đó, em ít khi bán lắm mấy chị. Nhưng mấy chị nha, em không có bán mấy cái dòng này tới. Đợi khi nào mà có mẫu trên, mẫu này kia, mẫu đẹp á mấy chị, em mới lấy về cho mấy chị á. Mà em bán giá siêu rẻ luôn. Rẻ lắm luôn á mấy chị nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi em mã A4 giùm em. Em cực kỳ thích mấy cái mẫu A3 hết rồi mấy chị, nó có 2 con thôi. Đơn giản mà máy rất là sướng nha. Ghi liền em mã A4 giùm em. A4 69 ngàn cho Thục Châu. 69 ngàn giùm em. Chốt nhanh giùm em mã A4 giùm em. A4 nha mấy chị nha. Hàng của nhà Hải là mẫu mới không đó mấy chị. Ghi em mã A4 giùm em ha. Ghi em mã A4 giùm em. 69 ngàn có tỷ giùm cho Hải nha. Chốt nhanh giùm em mã A4. Em lên cho mấy chị tiếp một con khen vẩn nữa nè. Rồi lấy cái liền mã A4 với em 69. Con này mà không đẹp. A4 2 con với Huế Nguyễn. Không đẹp không lấy tiền nha mấy chị nha. Bữa nay chế nào bỏ like của nhà đúng tiếp luôn á. Thục Châu có rồi chị nha. A4 69 ngàn cho Ivana. Hai con chung. Nhất cái bà nắp luôn á. Trời ơi. A4 2 con cho Nguyễn Thủy. Không thể tưởng nổi luôn á chị Thủy ơi nè. Đẹp chưa nè. Trời ơi nè, nhìn cái hộp nút này. A5 giùm em, 69 ngàn giùm em.
60 kg đổ lại men ok giùm em nha. Trời ơi, A5 giùm cho Hải. Nhất cái bàn hát rung đó mấy chị. A4 sao chỉnh nhẹ vô thì là thu. Một cái áo mẹ nó hợp luôn, order 180, 190 ngàn. Thế Nguyễn có rồi chị bây nha. Bây giờ mua 69 ngàn, A5 giùm em. A4 69 ngàn chưa? Trời Yến tròn. Không mẹ tưởng tượng nổi luôn. A4 69 ngàn cho Thảo Đinh. Quá trời đẹp luôn á mấy chị ơi. Nó mà A5 69 ngàn cho em đó chị. Chúc em mà A5 giùm em, 69 ngàn giùm chị. A4 bên em còn một con nhờ lấy chút luôn cho em. A3 bên em hết rồi. Rồi ghi liền em mà A5 nha mấy chị nha. Chúc nhanh. Thái Nguyễn Thủy nha, chị có rồi mà chị ơi. A4 rồi thì lại thu có rồi nha. A4 với Hoàng Yến 037. Rồi cái này ghi em mã A5 giùm em nha mấy chị ơi nha. A5 giùm cho Hải nha. 69 ngàn, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chốt nhanh nha mấy chị ơi nha. Chốt tìm em mã A5 giùm em. A5 nha mấy chị ơi nha. 69 ngàn giùm em. Ghi em mã A5 giùm em nha mấy chị ơi nha. Ghi em mã A5. A5 69 ngàn lên giúp em ạ. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. A5 69 ngàn cho Hải Nguyễn. Màu nó đẹp chưa? Cho lấy liền mã A5 giúp em nha mấy chị ơi. A5 69 ngàn Yến Trần 2 con. Rồi tiếp cho mấy chị nha. A5 69 ngàn cho Trân Trân. Đơn giản đẹp chưa mấy chị nè. Rồi theo ở đây nha mấy chị nha. Chốt thì em mã A6 giùm em. Đẹp chưa mấy chị. Cái này chị nào đi làm này kia mấy chị mang nè. Đẹp lắm luôn nha. A5 69 ngàn cho dì Thanh Đặng. Trời ơi mấy chị nhìn cái màu giùm em nè. Đen nè mấy chị nè. 69 ngàn. A5 69 ngàn cho Hiếu Nguyễn có rồi chị nha. A5 69 ngàn cho chị à. Nguyễn Thủy 3 con. Rồi cái này ghi em mã A6 giùm em nha. Đơn giản 60 kg mấy chị mang ok giùm cho em luôn. Rất là đẹp nha mấy chị nha. Màu đẹp lắm luôn. Siêu đẹp nha mấy chị nha. Chốt giùm em mã A6 giùm cho Hải nha. A6 giùm em giá là 69 ngàn. 69 ngàn một con nha mấy chị nha. Siêu sốc luôn mấy chị. A5 69 ngàn cho Kim Trâm. Rồi ghi liền em mã A6 giùm cho Hải. A5 69 ngàn cho Ngọc Phạm hết mã A5 lên mã A6 cho em. Rồi ghi liền em mã A6 nha mấy chị nha. Cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngàn để thứ năm bên em đi luôn. Mình không cần phải đi mua hàng kiện này kia đâu mấy chị nha. 69 ngàn một cái áo len mới kích luôn mấy chị ơi. Hàng mẫu mới 2020 luôn cho mình luôn ha. Rồi cái này ghi liền em mấy chị. Chốt liền em mã A6 giùm em nha mấy chị nha. Ghi em mã A6 giùm chị. Hết mã A5 rồi lên mã A6 giùm em nè. Hết mã A5 mấy chị nha. A6 lên giùm em 69 ngàn ạ. Hết A4 luôn rồi mấy chị ơi. Ghi em mã A6 giùm chị. A6 69 ngàn cho Thục Châu. Mấy chị đúng đẹp chưa? Lên mà A6 69 ngàn cho em ạ. Mấy chị nè. A5 Nguyễn Thị có 3 con rồi chị nha. A6 69 ngàn cho Hà Thị Thanh Thúy. Mấy chị nó theo nè mấy chị nè. Theo hình quả bơ. Lên mà A6 69 ngàn cho em nè. A6 69 ngàn cho Tình Lê. Trời đúng đẹp luôn. Còn cái này ghi em mà A7 giùm em. Chốt em mà A7 nha. A6 Thục Châu có rồi nha. A6 cho Nguyễn Thị. Đóng thùng rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi em mã A7 giùm em. Bao nhiêu ký mang cũng được hết nha mấy chị nha. Yên tâm mấy chị có thể đi mua cái hàng này là 160, 170 một con. Hãy bán mấy chị 69 ngàn. Mấy chị chốt nhanh giùm em nha. Ghi em mã A7 giùm em. Giá là 69 ngàn em nói thật luôn. A6 cho 9 ngàn cho Kim Trâm 10 con nha. Ra ngồi mấy chị. Mua order bên kia chỉ được có 2-3 con thôi. Thật sự luôn. A6 69 ngàn Nguyễn Thị có rồi chị nha. Ghi em mã A7 giùm em. Tình Lê có luôn rồi. Tờ ghi liền em mã A7 nha mấy chị. A6 cho nha. Hoàng Yến. A7 dùm cho Hải mấy chị ơi. 69 ngàn dùm em. Chúc em mã A7 69 ngàn dùm cho. Đẹp quá. Cho mã A7 69 ngàn cho em ạ. Ghi em mã A7 mấy chị ơi. A7 dùm em ha. Ghi em mã A7 69 ngàn. A6 cho Ivy Nguyễn. Ghi em mã A7 nha. 69 ngàn. Mua mấy cái hàng này mang đi mấy chị ơi. Đã lắm luôn ấy. A6 69 ngàn cho Tuyến Ngọc. Rẻ mà hàng chất nữa. Rồi tiếp cho mấy chị một mã. A6 69 ngàn cho Duyên Trương. Lên mã A7 giúp em ạ. Cái này là len hai da này mấy chị. Lên mã A7 69 ngàn giúp em mấy chị ạ. Chị nào nghe bên em đọc tên là có hết rồi mấy chị ạ. Nguyễn Thích giùm đây. Chị Nguyễn Thích Dung ở bên em vô đơn thứ 5 mấy chị ơi. A7 69 ngàn cho Nguyễn Thủy. Tiếp. Trời ơi nhất cái A7 69 ngàn cho Thục Châu. Chị Thủy lấy cái này hai con này chị Thủy đừng lấy một con nha. Đẹp lắm luôn ấy. Nha mấy chị. Đam mê lên hai da này đi mấy chị, không hàng 320 ngàn. Mấy bạn mà hot girl bán hay là mấy bạn mà người ta có thương hiệu rồi mấy chị, người ta lúc nào cũng like hàng mấy trăm ngàn á thì chắc chắn luôn. Cái con này mấy chị đi mua phải giá là 300 mấy ngàn một con nha mấy chị nha, không hề phải không mấy chị. A7 hết rồi, A6 hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em mà A8 A7 69 ngàn cho Hồ Thị Lệ Thu. Rồi cái này ghi em mã A8 giùm em 69 ngàn. Con này mấy chị phải lấy đi mấy chị, lấy về thử mà con áo len hai da 300-400 ngàn. A7 69 ngàn cho Duyên Trương nha mấy chị nha. Rồi cái này chị lấy
chốt đi giùm em mã A8 giùm em 69.000 nha mấy chị. Thì nhận có rồi nha. 69.000 một con, chốt nhanh giùm em mã A8 giùm em mấy chị. Ghi em mã A8 thật sự luôn mấy chị, thử lấy một con mã áo len hay da này đi về mang đi mấy chị ơi. Đã lắm luôn á. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị nha. Ghi em mã A8 giùm em mấy chị. A7 rồi thì lại thu có rồi ạ. Rồi ghi liền em mã A8 giùm em 69.000. A7 duyên chương có rồi nha. Rồi ghi giùm em mã A8 Ubi. A8 nha mấy chị nha, 69.000 giùm em nè mấy chị nè. Chúc em mã A8 69.000 nhiều hàng đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Và cái này đừng mua một giờ lấy A7 lên mã A7 rồi lấy A8 lên A8 với A8 cho Nguyễn Thị hai con. Rồi chốt tìm em mã A8 giùm em nha mấy chị nha. 69.000 giùm cho Hải mấy chị ơi. Chốt nhanh giùm em mã A8 giùm em ha. Ghi em mã A8 69.000. A8 69.000 cho Thu Hoa. A8 69.000 cho Lộc Nhung. A8 69.000 cho Duyên Phùng. Nhức nắp chưa? Mấy chị ơi, nhức nắp chưa con này nè. A8 69.000 cho Tiêu Tiêu. Ôi, màu đã chưa? A8 69.000 cho Nguyên Huỳnh. Màu đẹp chưa mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. A9 giùm em. A8 69.000 cho Mai Thủy. Mấy chị nè. A8 69.000 cho Hoàng Yến. Đã chưa? A9 giùm em. A8 69.000 cho Nguyễn Lê. Trời ơi, hơi bị giả luôn. Hết mã A8 ạ. Rồi cái này ghi em mã A9 giùm em nha, 69.000. Trời ơi, mấy chị nhìn cái màu của nó này đã chưa mấy chị nè. Cổ này mấy chị, chốt nhanh giùm em mã A9 giùm em nha. A9 giùm cho Hải mấy chị ơi, bao nhiêu ký mang cũng đẹp hết nha mấy chị nha. Màu sọc này đẹp ơi là đẹp luôn. Chốt nhanh giùm em mã A9 giùm em mấy chị. Ghi em mã A9 nha mấy chị nha. A9 giùm cho Hải nha mấy chị nha. Giá là 69.000 giùm em. Trời ơi, quá trời rẻ luôn. A9 69.000 cho Nguyễn Thị hai con. Quá trời rẻ nha, 69.000 chốt giùm em mã A9 giùm em mấy chị nè. A9 nha mấy chị nha. Tiếp một con siêu phẩm nữa nè mấy chị ơi. A8 hết rồi mấy chị lên mà A9 69.000 cho em. A9 69.000 cho Thu Hoa. Còn nhiều lắm luôn nha mấy chị. A9 69.000 cho Trần Anh Tuấn. Rồi tiếp cho mấy chị một con siêu phẩm. Siêu siêu phẩm luôn, nhìn đơn giản mà đẹp lắm nha. Đơn giản. A9 69.000 là cho em ạ. A9 69.000 cho Nguyễn Đào. Đây mấy chị ơi. Trời ơi, đơn giản mà đẹp không? Mấy chị nhìn nè. A9 69.000 cho chị Dương Minh Lanh. 69.000 A10 giùm em. Đơn giản mà đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Len mà mấy chị thấy cái mấy cái phôm mà phôm vừa vừa như thế này nè là rất là đẹp luôn, mà ở đâu mấy chị mang cũng được. Nhất là mấy bạn mà miền Nam đời này kia mấy chị mang quanh năm được luôn. Thu Hoa có rồi chị nha. Rồi cái này ghi em mà A10 giùm em. A10 nha mấy chị nhìn. A9 69.000 cho Trang Thì Lưu. Trời ơi, nhìn cái chắc nó đã gì đâu luôn á. Chốt em mã A10 giùm em. Chị Nguyên Trân ơi, cứ gọi không nghe máy thì cọp với em 200.000 đi rồi bên em chốt lại chị nha. Rồi ghi liền em mã A10 giùm cho hãng chị. Khách mới mã kèm số tận lên giúp em ạ. A8 hết rồi mấy chị ơi. A9 trước gì Duyên Trân. A9 cho Mai Thủy. Rồi ghi liền em mã A10 giùm em mấy chị. Lên mã A10 giúp em nha. Rồi ghi liền em mã A10. Cái len này mà không mua là tiếc lắm luôn nha. Xếp chip 75 còn không còn á chị. Để cuối lên em like lại nha. A9 cho Thanh Hiền. Chúc em mã A10 giùm em mấy chị ơi. 69.000 A10 giùm em. Lên mã A10 69.000 giùm em luôn mấy chị ạ. Quá trời đẹp luôn á mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mã A10 giùm em nè mấy chị. A10 nha, lấy nhanh đi nha. Nguyên cái hàng nút này là mấy chị đủ biết là hàng nó như thế nào đó. A10 69.000 cho Thục Châu. A10 giùm em, chúc em mã A10. Giờ lấy liền mã A10 lên giùm em ạ. Tối nay chị nào mà khoan mấy A10 hai con cho Nguyễn Thủy. Khoan mấy cái áo này mà để mặc với lại sinh vái của tụi này kia là phải mua liền nha mấy chị nha. Trời ơi, tét nắp chưa? Này mấy chị. A10 chứ gì à? Yến Trần. Mấy chị ơi, đã không? Hại chứ hãy ghiền cái này lắm luôn rồi đó. A11 giùm em. Trời ơi, mấy chị ơi, A11 giùm em nha. Trời ơi. A10 với Thu thì Lệ Thu. Chịu không nổi luôn ấy. Đẹp chưa? Nhanh nha. A11 giùm em. Rồi cái này ghi liền em nha. Chốt em mà A11 giùm cho Hải. A10 cho Tâm Thùy. Tôi đang chọn đủ đơn 100.000 để thứ năm anh em đi đơn luôn cái gì nha. Vì chứ cái này là ghiền lắm luôn mà nút thật nha. Đây. Đã chưa? A10 cho Nguyên Huỳnh. Trời ơi, đã chưa mấy chị ơi, A11 giùm em nha, hơi bị đỉnh luôn ấy. Ghi em mã A11 giùm em. A10 cho Mai Thủy. Rồi ghi liền em mã A11 giùm em, lên này dễ mang nha mấy chị ơi nha. Dễ rất là dễ mang luôn ấy. A10 cho chị Salary Nguyên, A8 hết là chị Salary Nguyên ơi. Rồi ghi liền em. A10 Tâm Thùy có rồi ạ. Ghi em mã A11 A10 cho Hiến Nguyễn. Rồi ghi liền em mã A11 giùm cho Hải mấy chị nè.
A11 nha mấy chịu nha, siêu đẹp cho hả? Lớp mã A11 69 ngàn cho em nha. Sao em mã A11? Trời ơi chị Nguyễn Kiên ơi, vô đi chị ơi, mấy cái này là em thấy là A10 Mai Thị có rồi nha. Gu của chị em mình luôn đó chị ơi. Lớp mã A11 cho em ạ. Rồi tiếp nha mấy chịu nha. A11 đi Trinh Dương. Cố gắng chọn đủ đơn cho 100 ngàn để thứ 5 bên em đi đơn ạ. A11 cho Nguyễn Thị hai con. Chị em mình đó mới thế thôi. A11 cho Lan Trần. Này mấy chị nhìn hàng cho Hải nha, yên tâm. Chắc như là gì luôn á mấy chị. A11 lên như em đó mấy chị ơi. A10 Mai Thị có là A11 cho Ngô Thị Ngọc Lan. Trời ơi mấy chị ơi nhìn nè. Nhìn cái nút của nó xanh vỏ đậu nè, cái áo của nó nè mấy chị. A11 cho Thục Châu. Rồi cái này kia em mặc A12 dùm em. Len là dễ mang nha mấy chị. A11 cho Song Ngư. Len mông với mấy chị, mặc sướng lắm luôn á. Rồi cái này A11 cho Cát Tường. A12 dùm em, chị nào mà thích mọt vào vỏ đậu thì lấy liền đây nè. Cái nút của nó cũng vậy luôn nha mấy chị. A11 cho Mỹ Duyên 627. Và cái này là nút thật đó mấy chị, nút thật dùm cho Hải nha. Rồi cái này kia em mặc A12 dùm em. A11 cho Thanh Yên Võ. A12 nha mấy chị nha. Hết A11 ạ. Đây, nút thật nè mấy chị nè. Rồi chốt nhanh dùm em ha. Kim em mã A12 dùng cho Hải nha. 69 ngàn em có đúng cho mấy chị mấy con thôi. Màu xanh vỏ đầu rất là đẹp luôn. A12 cho Nguyễn Thủy. Mấy chị nhìn hàng dùm em nha. Kim em mã A12 dùm em nè. A12 nha mấy chịu nha. Hãy có cho mấy chị được 10 con duy nhất thôi. Chờ lấy thì chốt nhanh dùm em mã A12 dùm em ha. Màu xanh vỏ đầu dùng cho em luôn. Hôm này mấy chị đóng thùng này kia rất là đẹp luôn. Đây nè mấy chị nè. Chốt nhanh dùm em mà A12 dùm em, nhìn đơn giản mà rất là đẹp nha mấy chị nha. Hàng rất là xịn sò luôn, cái sớ vải của nó mấy chị, nhìn cái sớ từng sớ luôn á mấy chị. Rồi cái này chèo lấy thì chốt đi dùm em nha mấy chị nha. Ghi liền cho em mà A12 dùm cho em. A12 nha mấy chị nha, 69 ngàn dùm cho em. Đây cái này em mở cho mấy chị A12 nha mấy chị nha. Đợi em một chút xíu, em mặc cho mấy chị cái A12 này xem nha. Cái này đóng thùng vô rất là đẹp luôn, cái này mấy chị thả cũng được đóng thùng vô rất là đẹp luôn ha. Rồi, lấy này mấy chị. Cái áo phải mặc này nãy nay chị nào lấy chưa? A12 cho Mai Thủy. Áo phải mặc lúc nãy chị nào lấy chưa? Chị nào chưa lấy thì lấy đi kìa, còn con kìa. Còn con hãy mặc kìa, chị Nguyễn Kiên lấy không? Chờ lấy A12 thôi mà, A12 em thấy gì Út Phương á. Em nói sai lầm khi không lấy áo này luôn. Ok chị Quyến ơi nhá. Trời ơi, sai lầm khi không lấy nó luôn đó mấy chị nha ha. Thật sự luôn, cái màu nó trắng da lắm luôn á mấy chị. Nhưng mấy chị yêu nha. Nhưng mấy chị yêu nha. Nè sai lầm khi mấy chị không lấy luôn, cái màu nó rất là đẹp luôn á mấy chị. Nút là nút thật nha mấy chị yêu nha. Chị nào mà mất tắt thì mở ra thôi mấy chị. Nhưng mấy chị yêu nha. Rồi cái này là áo em. Ok chị, ngày mai bên em có bao cho nhà A12 số dính ngay cho Lộc Nhung. Thật luôn á, trời ơi mình đi làm mình mang đẹp quá trời đẹp luôn nè mấy chị. Màu rất là ngọt nha mấy chị yêu nha. Màu mát. A12 cho Nga Mông. Nè cái áo em mặc còn một con này, chào lấy chốt áo này nè, áo thật mặc nè. Em thấy mấy chị không lấy áo đó mấy chị tiếc lắm luôn á. A12 cho Vân Nga. Rồi cái này ghi em mã A13 dùm em. Rồi ghi liền em mã A13 dùm em. A13 dùm em ha. Bấm dùm chị Tố Ngọc Thủy ra một cái set kit dùm em. Nè. Rồi cái này ghi liền em mã A13 dùm em. Rồi ghi em mã A13 dùm em, 69 ngàn. Nè mấy chị nè. Cái này là một con áo nút thật. A12 cho Thầy Ngọc Linh. Nút mặt ở đây luôn nha mấy chị nha. Con này lên form rất là đẹp luôn á. Nhất là chị nào mà thích mặc mấy cái form mà ôm ôm này kia, mấy chị lấy cái con A13 này nè. Form rất là đẹp luôn. Chứ không em mà A13 dùm nè. Đẹp nha, xuất sắc luôn đó. A13 dùm cho Hải nè mấy chị nè. Co giãn nè mấy chị, yên tâm mấy chị. Cái form này dễ mang lắm luôn á. Rồi cái này chèo lấy chốt em mà A13 dùm em nè mấy chị. A13 em, chốt em mà A13 dùm cho em ha. 69 ngàn có sỉ mấy chị. Một cái áo này mình đi lấy sỉ giá không có giá này. Đó mà A13 giúp em ạ. A13 xong những ngày với Nguyễn Thủy. Tao ghi liền em mà A13 dùm em, 69 ngàn dùm chạy. A13 hai con cho Huế Nguyễn. Ghi em mà A13 dùm em ha, 69 ngàn dùm em. Lên mã A13, 69 ngàn giúp em mấy chị ạ. Ghi em mã A13 nha mấy chị nha, 69 ngàn. Quá trời rẻ luôn á, và cái dạng tộc đó. Tiếp cho mấy chị một con nữa nha. Dạ vừa á chị ơi. Lớp A13 với A13 với Mai Thủy. Chết luôn á. Này mấy chị nè. Con mới mã kèm số điện thoại với em nó bây giờ A13 cho Lan Nguyễn. Mấy chị.
13 cho Ngọc Trà. Cô đang cầu đủ lên cho 100.000 để thứ năm anh em đi đâu đâu mấy chị nhá. Rồi cái này ghi em mã A14 giùm em. Em đã nốt rồi mấy chị ơi. Áo len rất là dễ may nha. Đây nè mấy chị ơi. Thì cũng biết là bao nhiêu ký rồi á, nên là em không có nói số ký nha mấy chị yêu nha. Em nói là hàng này mấy chị nè, 60 ký mấy chị mang ok dùm cho em luôn nè nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này chị lấy giúp em mã A14. Con A14 này mà không lấy thì thôi luôn á. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng này các bạn mua không bao giờ có 69.000 đâu nha, khẳng định luôn ấy. Kỳ nào mà hay order tao bao, tự order hàng tao bao cũng biết là giá bao nhiêu luôn. Rồi cái này ghi liền em mã A14 giùm em nè mấy chị. Chốt em mã A14 giùm em ha. A14 cho Nguyễn Thủy. Ghi em mã A14 giùm em 69.000. Chị nào mà tự order hàng tao bao cũng biết thôi mấy chị yêu nha. Hoặc là mình order mấy chị, mình nhờ người ta order mấy chị cũng biết á, con này là giá bao nhiêu luôn ha. Rồi cái này ghi liền em mã A14 cho Nguyễn Kiên hai con. Ghi em mã A14 nha mấy chị yêu nha, 69.000 giùm em. A14 giùm chài 69.000. Rồi tiếp một con siêu phẩm nha mấy chị. A14 cho Trinh Huỳnh, cố gắng trò đủ đơn trên 100.000 thì thứ năm bên em đi đơn luôn ạ. Lên mã A14 với em nó chỉ là 69.000 thôi ạ. Còn kia liền em mã A14 thì mình chạy A14 cho Trịnh Văn Khánh. Khánh mới mã kèm số thợ lên nha mấy chị ơi. Rồi Khánh mới mã kèm số thợ lên nha em ha. Mấy chị đưa nè. A14 cho Tiền Tiền. Mấy chị thì nhìn cái áo nè, trời nó đẹp gì đâu luôn ấy. A15 giùm em trời. A14 cho chị Salary Nguyên. Này mấy chị nè. A14 cho Phương Tròn. A15 giùm em. A14 cho Tâm Thùy. Không không trời mấy chị ơi. A14 hai cái Nhi Nhi. Còn một cái thì Nhi Nhi không có gì một cái ha. Nhìn mà muốn nhìn cưng lắm luôn á mấy chị. A15 giùm em nha. Chút nhanh giùm em mà A15 giùm em 69.000 nhìn đẹp lắm luôn ấy. Trời ơi, nhìn cưng lắm luôn ấy. Trời. Nè. Đúng nghĩa luôn luôn. Và ghi liền em mã A15 giùm em. Ghi em mã A15 giùm chả mấy chị ơi. Ghi em mã A15. A15 nha mấy chị yêu nha. Chốt em mã A15 đẹp quá luôn. Chốt em mã A15 giùm em. A15 sâu 9.000 giùm em nè. Ủa, mà cái này là một chồng đâu. Nó có dưới bill, có bill em. Tiếp nè mấy chị. Em nói mấy chị ơi. A15 lên giúp em ạ. Xỉu quá mấy chị. Trời ơi, đẹp nè. Mới gọi là đỉnh luôn nè. Em cho mấy chị xem mấy con đây. A15 với Thu Hoa. A15 hai cái cho Nguyễn Thủy. Chị xem A15 69.000 với em mấy chị ơi. Chị xem mấy con này nữa nha. A15 đúng dữ thương luôn. Này em nói mấy chị mua mấy con rồi mang cho mấy chị ơi. Về mặt cái này quần này kia đẹp. Nè. A15 cho Song Ngư. Chịu nổi không mấy chị? Hết A14 rồi mấy chị ơi. Lên mã A15 với em màu vàng mấy chị. A15 với Yến Tròn. Rồi cái này ghi em mã A16 giùm em. Chịu nổi không mấy chị? Chịu nổi không? Trời ơi nhìn nè. A15 cho Tâm Thùy. Nhìn cái hàng này mấy chị. A16 giùm em 69.000. A15 cho Trân Trân. Ôi chịu không nổi luôn mấy chị ơi. A16 giùm em. A15 cho Thi Phạm. Em nhìn mà này mấy chị nè. Kim em mà A16. A15 cho Dương Duyên. Đã quá luôn. Nhìn cái áo màu khác nghiệt lắm mấy chị ơi. A15 cho Hồ Thị Lệ Thu hết A15 ạ. Mấy chị bỏ ra 69.000 mà thật sự luôn. Rất là đáng hơn là đáng luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em ha. Ghi liền em mà A16 giùm em. Ghi em mã A16 dùm cho em. A16 lên giúp em ạ. Chúc em mã A16 dùm cho em. Em sẽ lên cho mấy chị một con. Một con rồi. Lên đây. Rồi ghi em mã A16 dùm cho em. Tiếp cho mấy chị. Vàng là mẫu đẹp không? A16 69.000 lên giúp em mấy chị ạ. Lê Tuấn Anh mới mạng kèm số điện thoại lên giúp em mấy chị ạ. Rồi với lại mạng gì nó lên bị chậm mấy chị ơi. Lên sao tao mà. A16 69.000 cho Thục Châu. A16 hai con cho Nguyễn Kiên. Mấy chị gì chứ thật sự luôn, cầm con áo lên tay là mấy chị chỉ biết là cái độ mà độ xịn sò của nó luôn á, nhưng mấy chị nha theo hết luôn cho mình. A16 Thục Châu có rồi, Nguyễn Kiên có rồi. A16 gì Trân Trân đây nha mấy chị nha, theo hết áo cho mình luôn nha mấy chị nha, màu cam sữa rất là đẹp luôn. A17 dùng cho em nha mấy chị nha. A16 cho Nguyễn Thủy. Và cái này mấy chị mặc này, nó bo dưới cho mình nè. Bo dưới cho mấy chị Nguyễn Kiên có hai con nè, A16 cho Huế Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em ha, A17 dùng cho em. Đẹp nhất nắp con này. A16 cho Thị Lệ Thu.
con này mà mặc lên là hôi. Áo 16 như Yến Lê. Đẹp quá trời đẹp luôn. Chị Linh Diệu ơi gọi nghe máy chị ơi. Áo 16 như Dương Duyên. Ghi em mà A 17 dùm em ha. Áo 16 Sông Ngư, hết A 16. Ghi em mà A 17 đẹp nhất nách luôn mấy chị ơi. Và ghi liền em mà A 17 dùm em nha mấy chị nha. A 17. Giờ lấy cái liền mà A 17 với em mấy chị ạ. A 17 này nhận về thôi luôn ấy nha. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Chúc em mà A 17 dùm em. Mấy chị ơi mua hàng nhớ nghe máy dùm em nha mấy chị ơi nha. Mua hàng nhớ nghe máy dùm cho em với, để em đi đơn nha. Tiếp cho mấy chị này, mấy chị nè. Thật luôn, cầm con nào trên tay không lẽ nó à, đâu ai gọi đâu chị ơi, không lẽ em bán hàng không có gọi chút đơn hả mấy chị. Thật sự luôn á, nhiều chị nói không biết nói sao luôn á mấy chị. Tự nhiên đứng đây em xả hàng gì đó mấy chị hả. Áo 17 cho Nguyễn Thủy. Áo 17 cho Trần Anh Tuấn. Phát mới mà kèm số điện thoại lên với em mấy chị ơi. Áo 17 cho Tiền Tiền. Áo 16 hết rồi chị Nắm Phạm á. Lên mà áo 17 với em ạ, áo 17 cho Yến Tròn. Nè ơi, 17 cho Hà Thị Anh Thúy. Mấy chị nút thật hết luôn nha. Ơi bảy như Yến Lê. Cái này mà mấy bà nào mà ghiền tao bao mà không lấy được con này thôi luôn ấy. 17 cho Sông Đô. Tối nay là mất ngủ nha. Ơi bảy cho Trinh Dương. Cái này mà không lấy, đúng rồi chị vừa tính kêu Hột Châu á em. Chị mới vừa kêu Viên Nguyễn. Chị kêu cái con mà ghiền tao bao giống chị mà không chốt thì thôi luôn ấy nha. Ơi bảy cho Salary Nguyên. Rồi cái này kia liền em mà A 18 dùm em nha. Chốt nhanh dùm em mà A 18 dùm em. Chị nào mà ghiền ta bao với Hải mà không quất liền cái con này thôi luôn á, chịu không nổi luôn đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Rồi cái này kia liền em mà A 18 dùm em. Theo nha mấy chịu nha. Và nút là nút bọc nè mấy chị. Nút bọc dùm em và nút thật nha mấy chịu nha. Rồi cái này kia liền em mà A 18 dùm em nè mấy chị. Kia em mà A 18 dùm cho Hải nha mấy chịu nha. A 18 và em lên một mã này dành cho chị nào mà lúc nãy chưa chốt được nha, và em đã lên rồi á nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền em mã giùm em. Em mã 18 với em kìa. Em sẽ lên lại một cái mã này nha mấy chịu nha. Mã này dành cho chị nào mà chưa chốt được, và trong đây có rất là nhiều chị chưa chốt được nha mấy chịu nha. Đây. Áo 18 hai con cho Nguyễn Thủy. Áo 18 cho Thục Châu. Con này là em có lên rồi nha, em báo là em lên rồi, chị nào được đọc tên rồi không cần chốt nữa nha mấy chịu nha, mất con rất là bị trùng á. Và có rất là nhiều chị chưa chốt được con này nha. A 19 giùm em. Con này phải khổ phải loại. Áo 18 cho Nguyễn Chiên. Đây nè. Rồi cái này ghi liền em ha mấy chịu nha. Đây nè. A 18 cho Trịnh Văn Khánh. A 19 giùm em nha. Và này là nút thật dùm cho Hải. Và nó chạy viền cho mình nè. Nguyễn Chiên có rồi nha. Hết năm 17 rồi mấy chị ơi, lên mà A 18 với em ạ. Đây nè mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mà A 19 giùm em. A 19 nha mấy chịu nha. Chắc nó là đẹp luôn. A 19 này có rất là nhiều chị chưa chốt được nha. Thịnh sò lắm. A 18 cho Trịnh Văn Khánh hai con. Đã lắm. Nha mấy chịu nha. A 19 giùm em. Và cái này là nút thật cho Hải nha mấy chịu nha. Nút thật cho Hải nè. Đó mấy chị thấy không? A 18 cho Trần Thị Ngọc Linh. 69.000 mấy chị. A 18 cho Trân Trân. Rồi cái này ghi em mà A 19 69.000 dùm em. Cái này là dành cho chị nào. A 18 cho Yến Trần. Nguyễn Tiên có rồi chị nha. Hết là 16 chị Nắm Phạm ơi. Trần Văn Khánh có mà A 18 hai con này vậy. A 18 cho Mỹ Duyên. Rồi cái này ghi em mà A 19 dùm em mấy chị nè. A 19 dành cho chị nào mà chưa chốt được nha. Nếu chị chốt tranh thủ chốt đi mấy chị. Cái này hết rồi đó. Chị nào lúc nãy chưa có rồi đã chốt mấy chị hả? Có rồi thì thôi ạ. Ta tiếp cho mấy chị một con màu vàng nhẹ. Con này là siêu cưng luôn. Nhìn bánh bèo lắm luôn. Lớp mà A 19 với em hết A 18 rồi. A 18, A 19 với Sông Đô. Nhìn bánh bèo lắm luôn mấy chị ơi. A 19 với giờ Phương Trần. Nè cưng chưa, cái màu của nó này mấy chị. A 19 nhà thì anh Thúy nè, nhìn cái mấy chị thấy cái mạc ở dưới không. A 19 cho Nguyễn Minh An. Chị nào ghé lấy hàng ghé lấy sớm với em đi mấy chị nhá. Đây mấy chị nè. A 19 lên cho em 69.000. A 19 cho Nguyễn Tiết Dung đẹp chưa nè. A 20 giùm em. A 19 lên cho em Phương Trần có rồi chị. A 19 nhà thì anh Thúy chưa khổ này mấy chị. Rồi cái này ghi em mà A 20 giùm em. A 19 cho anh Phương Trân Thị. 69.000. Ôi cái mặt của nó đẹp quá luôn ấy. Cái này mấy chị nè. Cái mặt dưới của nó cũng đẹp nè mấy chị. Mà cái trên Phương Trần này A19 là Thái Nguyễn Thị nha. A19 cho Nhi Nhi. A20 dùm em. Rồi cái này ghi em mà A20 dùm cho Hải nha. Chốt nhanh dùm em. A19 Nguyễn Minh An có rồi ạ. À. A19 Nguyễn Tiết Dung có rồi nha. Phương Trần có rồi. A19 cho Mi Sen Nguyễn. Rồi cái này ghi em mà A20 dùm em. A19 cho Nguyễn Xuân. Chị Nguyễn Thị lúc nãy chị có đầu lai luôn. Chị có được 2 cái luôn á chị. Nha, A20 giùm em.
A 20 này đẹp này mấy chị, lấy nhanh đi nha. Màu của nó là màu 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 vàng mà nhạt ơi là nhạt luôn ấy nha mấy chị. Đúng rồi chị Vân Thanh nha. A 20 lên giúp em xong nhanh luôn. Rất là đẹp luôn. A 20 giùm em nha. Chốt nhanh giùm em mà A 20. Con này mấy chị đi làm này kia mấy chị lấy con này đi mấy chị, đẹp lắm luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Mấy bạn A 20 trên hồn. Rồi kêu lấy chút em mà A 20 giùm em. Lên mà A 20 giúp em đi ạ. 69.000 thôi mấy chị, lên liền mà A20 cho em. 69.000 thôi mấy chị ơi. Siêu rẻ luôn. Rẻ mà phải gọi là rẻ bất chấp luôn đó mấy chị. Đây. A20 cho xong đô. Con này là dạng cá tính chút xíu nè. A20 cho Mai Thủy. Rồi con này là dạng cá tính một chút xíu nha. Form này cho mấy chị nào mà 65kg đổ lạnh em ok dùm cho Hải. A20 cho Diêu Minh Lanh. Rồi cái này ghi liền em mà A21 dùm em có hai con. A20 cho Cô Tê Viên. Hai con luôn chị Thủy nha, có rồi ấy. Rồi cái này ghi liền A20 cho Thanh Thủy. Đẹp chưa? A21 dùm em. Hết A19 là chị Tam Phan ơi. A21 nha. A20 cho Thanh Phạm luôn ấy. Chị nào lấy chút em mà A21. A20 cho Nguyễn Xuân nha. Rồi ghi em mà A21. A20 cho Ý Huỳnh. Chúc em mà A21 này đẹp lắm luôn ấy. Thanh Thủy có A20 rồi nha, chị nào lấy A20 lên mà A20 với em còn một con cuối cùng ạ. Rồi ghi liền A20 cho Phương Tròn. Rồi ghi em mà A21 thì hết mà A20 lên mà A21 với em luôn ạ. A21 này rất là đẹp nha, siêu đẹp luôn. Rồi ghi em mà A21 giùm em. Chân quá hãy mang hẹn mấy chị thứ hai tuần sau là về nha. Thứ hai tuần sau là về. A21 hai cái cho Nguyễn Kiên. Rồi cái này ghi em mà A21 giùm em. A21 nha mấy chị nha. A21 cho Trinh Dương. Rồi lên cho mấy chị một con vàng siêu cấp nha mấy chị. Con này hàng siêu cấp. Cá vô cá từ từ rồi hết luôn. Con này rất là xịn sò luôn. Đơn giản dáng ôm. A21 cho bác Phan. Đây, con này là dáng ôm cổ tim nha, rất là đơn giản luôn nha mấy chịu nha. Đây nè, cái cổ của nó nè, mấy chị thấy không? Hết rồi, 21 cho chị Ngọc Hân. Và cái này là dáng của nó là dáng ôm nha mấy chịu nha, ôm cho Hải luôn nè. 21 cho Trịnh Văn Khánh. Ôm nhưng mà mấy chị 60kg đổ lại em ok dùm em. 21 cho Thiên Ngọc. Đây nha mấy chịu nha, ôm nhưng mà 60kg đổ lại em ok nha. Dáng rất là đẹp luôn, con này lên rất là đẹp nha. Nhìn đơn giản như vậy với vậy. 21 cho Đàm Nguyên. Nó y như là một con áo thun mình hay may vậy đó mấy chị. Nha mấy chịu nha, đi làm. 21 cho Dương Diễm. Cổ tim nè. Còn cái này ghi em mà A22 dùm em. 21 cho Nguyễn Xuân. Ghi em mà A22 nha mấy chịu nha, 69 ngày dùm em. Đơn giản nhưng mà rất là đẹp nha mấy chịu nha. Ghi em mà A22 dùm cho Hải mấy chị. Chúc em mà A22 dùm cho em. Rồi lấy cái liền mà A22 đi giúp em ạ. Chúc em mà A22 nha. Con này là siêu đỉnh luôn đó, nhìn đơn giản mà đẹp lắm nha mấy chịu nha. Đơn giản mà rất là đẹp luôn. Chúc là dùm em ha. A22 áo em mặc như còn mấy con ha. Áo em mặc như còn 3 con á, chờ lấy áo em mặc, chốt áo em mặc ha, 3 con cuối cùng. Rồi em sẽ mặc cho mấy chị cái con áo màu trắng luôn. À, 22, 69 ngàn là như vậy chị ạ. Em mặc mấy chị con áo màu trắng này xem ha. Đây nè, con này đẹp. Ai muốn hết rồi mấy chị ơi, vàng ai ai cho Nguyễn Thủy, hai con. Áo xanh em mặc giờ lấy thì chốt cho dùm em, áo em mặc màu xanh ha. Áo em mặc màu xanh, cái nút của nó cũng là màu xanh luôn, lên rất là đẹp luôn mấy chị. Giờ lấy thì chốt cho dùm em ha. Con này mình không có mình mặc bo như thế này. Đẹp chưa? Trời ơi. Ai ai cho Trang thì luôn. Không bị đẹp luôn nha. Thích thì đóng vòng vô này mới. Ai ai cho Nguyễn Phúc. Và đặc biệt cái cổ nó đẹp. A23 dùm nha. Con này cổ đẹp lắm mấy chị ơi, nhìn đẹp quá trời đẹp luôn. Đây nha mấy chị yêu nha. Trời ơi. Ai ai cho Hải Phạm. Nè, nhìn cái cổ này đẹp chưa mấy chị ơi. Chết mất thôi nè, nhìn cái cổ nè. Cũng đẹp luôn, nhìn đơn giản mà đẹp lắm luôn á nha. Ai ai cho Cát Tường. Nè mấy chị nè. Trời ơi, cái áo len mà dĩ gì có cái cổ mà kiểu kiểu như thế này mấy chị. Không hề có luôn. Ai ai cho anh thì lưa có rồi ạ. À. Vậy là cái này. Giờ lấy cái vàng ai ai lên mở vàng ai ai với em bây giờ. Rồi cái này ghi em mà A23 em lấy một cái này mặc luôn. Không bán nữa, còn được vài chín con cho mấy chị. Rồi đúng đẹp luôn. Đẹp quá. Trời ơi, nhìn cái cổ này mấy chị nhìn yêu chưa. Ai ba cho Vân lên mà ai ba với em ạ, ai ba cho Phương Tròn.
Tim em mà A23 gì đây? A23 cho Mai Thủy. Mấy chị mua cái này về để mấy chị. Lên về tao. A23 cho Hạnh Nguyên. Mấy chị A24 giùm em 69 ngàn nè. Mấy chị con A23 cho Mỹ Hạnh. Con này mặc vô nó bo dưới lắm luôn ấy. Bo nè. A23 cho Anh Phương Trân Thị. Đây nè. Con này nó bo sát vô luôn đó mấy chị. Đẹp lắm. A23 cho Nguyễn Thị. Rồi cái này ghim em mà A24 giùm em dài tay. Rồi cái này ghim em A23 cho Mỹ Sơn Nguyễn. A24 giùm em nha. A24 này đẹp. Hết A23. Túi nè. Mấy chị đúng bị bàn phím bấm nha. Em đá vô em dặn lên khỏi mắng. Này, con này hàng xịn đó mấy chị. A24 giùm em. Ghim em mà A24 cho hãy nha mấy chị được nha. A24 cho em nè mấy chị nè. Chúc em mà A24 giùm cho em. Rồi tiếp mấy chị ơi, chuẩn bị bàn phím nè. A24 69 ngàn lên chúc em. Chị nào chưa nghe bên đây đầu tên thì cứ lên mã cho em đó mấy chị ạ. Không nói xạo mấy chị đâu, chuẩn bị bàn phím đi. Nè. A24 cho xong đô. Mấy chị chuẩn bị bàn phím nè. Trời ơi, nhìn nè. Nhìn cái nút này mấy chị ơi. A23 hết rồi mấy chị, A24 cho Thu Hoa. Nhìn nút này mấy chị. Trời ơi, đúng đẹp chưa? A24 cho Hoa Nguyễn. Nha. Yeah. Trời ơi, nó đẹp mấy chị ơi, không diễn tả nổi. A24 cho Trang Anh. Wow. Ôi mấy chị ơi, A25 giùm em nha. Nhìn tay nè, đẹp chưa? A24 Hoa Nguyễn có rồi, Trang Anh có rồi nha. A24 cho Tịnh Phan. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn cái nút này, nhìn cái độ ôm ở dưới của nó nè. A25 giùm em nè. Ôi mấy chị. Giờ lấy A24 lên bằng A24 giùm em dạ. Nhìn cái độ ôm ở dưới nha, cái độ ôm của cái áo của nó ở dưới nha. Chốt em mã A25 giùm em ha. Chốt em mã A25 giùm em. Nè mấy chị nè. Nhìn cái form của nó lên ôm rất là đẹp nha mấy chị nha. Từng cái phi nút của nó rất là xịn luôn ấy. Giờ lấy thì chốt thì giùm em, và cái này là nút mặt nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em, mã này là mã A25 giùm em. Giá là bao nhiêu? 69 ngàn giùm em. Em mặc cho mấy chị con này ha. Để em một chút xíu. Con gái này hết rồi. Em sẽ mặc cái con này lên. Đây cho em mẹ. Rồi ghi liền em anh nữa. Rồi nó ôm mà nó đẹp rồi luôn. Rồi lên cho mấy chị con sạch. Ừ. Hôm nay cho mấy chị một con áo khác nữa nè. Này mấy chị nè. Trời ơi cái form của nó lên đẹp lắm nha. Mấy chị đừng nghĩ là ồ cái màu này nhìn nó già. Không có già đâu mấy chị ơi. Không già đâu nha. Mấy chị nhìn nè, nó ôm vô mình nè mấy chị. Ôm vô nha mấy chị yêu nha. Đẹp lắm luôn. Nè cái form này mấy chị. Nó bo ngay dưới đây nè mấy chị nè. Bo vô nha, nhìn nút của nó nè. Rồi cái này em lên áo khoác cho mình ha. 25 nữa rồi. Một tím rồi. Em không nghĩ nó là không lấy chứ. Áo tím là mà 25 với em. 25 chứ bên trăm trần, cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngàn để thứ năm mới đem vô luôn cái gì nhá. Em tặng cho mấy chị nha. Giá là 95 ngàn. 25 tới 95 ngàn cho Ngô Kiều Anh. Rồi cái này ghim em mở khoác 95 ngàn có sỉ dùm em. Cái này có 3 con nha. Cái này còn có 3 con nha. A24 lúc này cho Đàm Quyên. Còn em không nghĩ mấy chị không chốt cái A25 này luôn á. Em nghĩ sao vậy mấy chị? Nó nè em thấy nó bo ngay chỗ này này, nhìn lên form nó đẹp lắm mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Trời ơi. A25 là áo hãy đang mặc áo màu tím mấy chị ạ. Rồi quán chị mang 95 ngàn giùm em. A25 cho Ngọc Tú Đặng. Rồi cái này ghi em mở quán 95 ngàn. A25 cho Trinh Dương. 95 nha, chúc em mở quán 95. Cái này có 3 con rồi giùm em. Không giờ hả? A21 chị hỏi giá chứ không lấy nhé. Ừ. Hải Phạm á. Chị lên mở mượn luôn lỗ nữa. Chị đi chốt A21 chị hỏi giá. 25 cho Nai Ren. Giờ lấy khoác 95 lên, mở khoác 95 với em ạ. Rồi ghi em mở khoác 95 nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè. Khoác 95 với Thảo Đinh.
Cái này lấy liền nè mấy chị. Cái này mấy chị mà thích kiểu mà cho Nguyễn Duyên. Em nói mấy chị ơi, thật tình luôn nha. Con này mấy chị đi mua hàng si á, người ta đi phải đây nha mấy chị nha. Con này nè mấy chị, nếu mấy chị đi mua hàng si á, người ta cũng bán cho mấy chị giá là 101, 102 ngàn. Đây mấy chị bỏ ra 69 ngàn, mình mua được một con hàng theo, hàng mới nha mấy chị nha. Số lượng mỗi mã theo ri thì mấy chị nghĩ đi, mình mua ở đâu sướng hơn nha mấy chị. 25 cho Hương Phan. Nha mấy chị nha. Giá em bán 69 ngàn. A26 giùm em nha mấy chị nha. A26 69 ngàn. Chất rất là xịn sò luôn đây nè mấy chị nè. Theo dùng cho Hải nha mấy chị nha. Theo tay nè mấy chị nè. Con này đơn giản mà đẹp lắm nha. Mấy bạn bỏ ra 120, 130 ngàn chưa chắc mua được nha mấy chị nha. Và cái này chờ lấy thì chốt liền em mà A26 giùm em. Cái chị áo khoác màu vàng đó. Rồi kia em mà A26 hãy nói thật. Chị nào mà theo tiền mà, là mà A26 mấy 69 ngàn thì mấy chị lấy mấy cái hàng này đi. Okay. 69 ngàn, siêu rẻ cho mình luôn á. Rồi ghi liền em nha mấy chị nha. Ghi em mà A26 rất là rẻ luôn đó mấy chị. Ghi em mà A26 dùm em nè mấy chị nè. A26 69 ngàn cho Nguyễn Kiên. A26 69 ngàn cho Đăng Thảo. Đây cái này chị Nguyễn Kiên lấy đó mày. Cái này em 26 69 ngàn cho Nguyễn Phúc. Chị Thủy có đang xem đúng không? Chị Thủy lấy em để cho nè. Mỗi mã em có đúng một con hai con thôi nè. Chị Thủy lấy thì báo nha. Hoặc là giờ em lên màu không mấy chị. 26 69 ngàn cho Salary Nguyên. Cái này mỗi mã em có đúng một con duy nhất. Mấy chị lấy thì chốt nhanh giùm em nha. Và cái này kia liền em mà A27 em có 26 cho Phạm Như Ngọc. A27 em có 3 con nè. Chốt nhanh giùm em mà A27 em có 3 con. A26 cho Tịnh Phan. Nút hoặc nè mấy chị. A27 giùm em. Mỗi mã có 3 con thôi nha. Cái ri này nó làm cho em mỗi mã nè. Đây nè. Ai sao cho Ngô Linh. Chị Thủy có đang xem không? Thấy cái này em cho chị xem mẫu nè. Màu đen theo nè. Màu trắng thì chị Thủy lấy không? Cái nguyên cái cục này đẹp lắm luôn nha. Cái này rút dây nè. Ai sao cho Tiện Tiện. À cái bằng kia. Lấy thì bảo em nha. Mỗi mã đúng một con duy nhất luôn ấy. Màu hồng rút này mấy chị nè. Trời ơi con này đơn. Ai sao cho Tây Lan Nguyên Hạnh. Xem cái con màu trắng rút này. Ai sao cho anh Tú hết mà ai sao. Nè. Con này là set 24 này. Lấy thì báo này mấy chị nè. Cái này là set 24 nha, nó có cái âu dây bên trong nè. Và cái này nó có màu trắng, màu hồng, màu trắng, màu hồng. Đó, lấy thì báo em nha, còn không thì em lấy lẻ ra nha. Tại vì cái này mấy chị nào ôm là đẹp, mẫu mã đẹp không luôn á. Nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em nè mấy chị, A mấy không? A27. A27 giùm em, chờ lấy chúng em mà A27 và em lấy từng cái nha. A27 giùm em có 3 con, em mệt em lấy 10 con này. Khẳng định mấy chị luôn 10 cái đẹp. 10 cái đẹp luôn, không sai mấy chị luôn. Em mà cái này về Hải ơi, sao cái này nó 6 triệu gì em cũng chịu cho mấy chị luôn. Em cho mấy chị xem từng cái luôn ha. Không ai lấy em cho mấy chị xem từng cái. Set 21 màu trắng với màu hồng gì nè. Set 21 nha, màu trắng và màu hồng. Ai bảy cho Nguyễn Thị 69 ngàn. Đã quyết định rồi, không ai bảy cho Yến Trần, ai bảy cho Kim Phùng. Rồi cái này ghi liền em, set 21 này màu trắng và màu hồng nè. Cho bé Chu Ngân một cái nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa mấy chị ơi. Rồi chốt nhanh giùm em. Set 24 giùm em, màu trắng màu hồng cho Ngân màu trắng nè. Cho Ngân màu trắng nha. Cho Ngân màu trắng nè. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị nha, Chu Ngân á. Đây mấy chị nè. Set 24 màu trắng và màu hồng, chiều lấy thì chốt đi giùm em. Đẹp nhất nắp luôn, không lấy cái cục này là thôi luôn thì tiếc. Tiếc mà dạng như phải gọi là trời ơi này tiếc lắm luôn á. Nè. Trời ơi, đừng hỏi vì sao không lấy cho mấy chị nha. Đẹp vậy. Nhìn cái kiểu của nó mình muốn xỉu luôn á mấy chị. A28 giùm em nè. Sao bóng trắng cho Diễm Trịnh. Em nói mấy chị là mặt chán rồi nha. Xong mình ưng cái hàng mai này kia mấy chị. Mình lấy riêng ra mình phối cái nút này vô cho mình nè. Nè. Nhìn hàng nút sao này mấy chị. Sao bóng em còn màu hồng mấy chị nhỉ. Đây nha mấy chị nha. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em mà A28 có đúng một con duy nhất. Giờ lấy xe 2 bóng hồng lên mà xe 2 bóng hồng cho em ạ. Hồng cho chị Trúc Đặng kìa. A28 cho chị Bảo Ngọc. Rồi A29 giùm em. Nhức nắp luôn em nói em like cho mấy chị từng cái mấy chị biết nha. Không phải là em nói ồ hãy ôm cho ôm lộn xộn đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Hãy đẹp. Mỗi mã một con. Đây A29 giùm em nè. Chị Ngọc Liên em có một cái màu tím chị lấy không? Chị Ngọc Liên cho chị màu tím nè. Màu tím nhạt nhạt đó rất là đẹp luôn. Tím nhạt thì lấy thì báo em nha. A28. Rồi cái này ghi em mà A29 em có một con nè. A29 giùm em nha mấy chị. A28 như Bảo Ngọc. Rồi cái này ghi em mà A30 giùm em nè.
A30 nha, em la từng một cái cho mấy chị xem cái con này nó xịn cỡ nào cho mấy chị xem nha. Ai chứng nhận Nguyễn Kiên. Rồi cái này kia em mà A30 giùm em nè. A30 hãy có một con ha, chờ lấy chút em mà A30 là con duy nhất nè. Còn hết cho mấy chị luôn nha. Rồi A31 là cái mẫu này nó là set 24 á mấy chị, mà màu tím nhạt nhạt rất là đẹp luôn. A21 giùm em nè. Chứ em mà A21 em có một con duy nhất ha, 69.000 A21 giùm em thật luôn ấy. Mùi cái nó đẹp mùi luôn mấy chị, nó nguyên cho một bọc nhưng mà rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền A30 với đặng Anh Khoa. Ghi em mà A21 giùm em này, có rồi nha ngô. A31 giùm em, ghi em mà A31 giùm em. Có rồi nha ngô. Rồi tiếp cho mấy chị con này nè. Nhức nắp luôn. Em muốn mua áo hãy mang nè, em muốn mua áo hãy mang còn không? A31 lên như em mấy chị ơi. Áo hãy mang còn á mấy chị. Chị nào lấy áo hãy mang cho áo hãy mang. A31 chứ chân tròn. À, mấy chị ơi, là set 24 đó chị. Trời ơi, nhức nắp con này luôn. Em thật luôn mấy chị, không biết nói sao luôn á. Mà từ ôm được cái lô này rất là mừng luôn mấy chị. Vừa rẻ vừa đẹp. A32 giùm em, thật luôn mấy chị ơi. Dạ như là bán rẻ mà nó còn đẹp cho mấy chị nữa. Vì mình mặc nó sướng mấy chị. Cảm giác như mình vừa mặc đẹp mà mình vừa tiết kiệm nữa mấy chị. Nha mấy chị nha. Mình không phải bỏ ra mấy trăm ngàn hoặc là mấy chị không cần phải đi lấy sỉ giá cao này kia mấy chị. Nha mấy chị nha. Em lại thích cũng được mấy chị. Nhưng mà mấy chị mày về mấy chị mang nó đẹp đó mấy chị. Đẹp mà rẻ nha mấy chị nha. Thật sự luôn con này rất là đẹp. A3 với Tịnh Phan. Đẹp lắm mấy chị ơi. Kim em mà A32 giùm em. Đó đúng mã như em vậy. A3 cho Nguyễn Kiên. Trời ơi, nó đẹp gì đâu luôn á mấy chị. Nhìn từ cái nút của nó luôn nè. Mấy chị lấy đi mấy chị, đẹp lắm, 69.000. A3 cho Ti Ti Lê. Rồi cái này là quát nè mấy chị. Tình Phan có A32 rồi chưa? A3 cho Phan Nhà. Kim em mở quát giùm em nha. Quát này em có cho mấy chị một cục và mấy chị. Quán giùm em 95. A3 cho Yến Tròn. Đẹp chưa? Kim em mở quán 95 mấy chị ơi. Quần thì em hẹn mấy chị vài hôm nữa nha. Tại vì là hàng đang về mấy chị. Nhưng mà A3 cho Nga Nguyễn. Chúng là bên kia hút sánh đó. Nên là bị trễ mấy mặt. Tầm khoảng A3 cho Sông Đô. Khoảng qua tuần là em về tiếp cho mấy chị luôn ha. Nói chung là bây giờ nó về tiếp tiếp liên tục với mấy chị. Chứ nó không A3 cho Bích Trâm Trần. Thì một lần nha mấy chị nha. Và cái này kim em mở quán giùm em mấy chị. Chúng em mở quán 95. A3 cho Lê Vân. Khoát này cho mấy chị 55-56kg nữa làm em. Thôi mà bà rồi mà khoát chưa em ạ. Rồi kim em mở khoát giùm em ha, 95.000 giùm em. Chúng em mở khoát 95.000 có sỉ nha. Khoát này đẹp lắm luôn nha mấy chị yêu ơi. Nè con này là hàng tao bao luôn đó. Bán mấy chị 95.000. Khoát 95 cho Tuyết Đào. Siêu rẻ luôn ấy. Chúng em mở khoát giùm em 95.000 giùm em. Khoát 95 nha. Rồi nãy giờ mới lên cái màu xanh xanh. Đây để cho mấy chị lên tiếp cho mấy chị một cái con này. Con này như là mỗi mã nó cũng có một cái hai cái. Cái này em lên màu luôn ha. Hết mớ mà em xuống thật lấy cho mấy chị ơi. Khoát 95 cho Nguyễn Kiên. Rồi con này nó cũng có mỗi mã một con không. Đẹp chưa? Khoát 95 cho Hiến Nguyễn. Xích sắc này mấy chị. Xích sắc nha. Nè. Khoát 95.000 cho Nguyễn Quỳnh Như ba con. Thôi mà khoát 95 mấy chị ạ. Rồi cái này ghi em mà A33 đúng không ạ. Rồi A33 dùm em kèm màu dùm em. Màu tím và màu xanh. Màu tím có một con duy nhất. Và màu xanh có ba con. Ghi em mà A33 kèm màu dùm em. A33 kèm màu dùm em nha. Đẹp chưa mấy chị nè. Cái hình xích sắc của nó rất là đẹp nha. Nhìn lên nè mấy chị nè. Rồi cái này ghi mã kèm số điện thoại lên cho em mấy chị ơi. Rồi cái này ghi em mà A33 giùm em nha mấy chị nha. A33 kèm màu giùm em ha. Màu tím và màu xanh giùm em rất là đẹp luôn mấy chị. A33 xanh cho Sông Đô. Ghi em mà A33 kèm màu giùm em tím và xanh giùm em ha. Xanh này có cho mấy chị mấy con. Rồi cái này mỗi mã có một con chị nào lấy một số đi. A33 xanh cho Loan Lê. A34 giùm em một con duy nhất A34 này. Đó, đẹp chưa? A3 xanh cho Phương Tròn. A34 giùm em nhức nách luôn. Rớt nách nha mấy chị yêu nha. A3 xanh cho Nhi Nhi. Đẹp chưa? Rồi cái này kim em mà A34 giùm em đúng cho mấy chị. A3 bên em còn một con màu tím thôi mấy chị. Chị nào lấy chút liền mà A33 tím cho em. A3 tím cho Nhi Nhi. A34 một con duy nhất. Hello bà. Kim em mà A34 giùm cho ai? Một con duy nhất luôn cho chị nào nè. Rồi tiếp cho mấy chị nha. Con này được hai con nè. A35 được hai con duy nhất. Trời ơi.
Trời ơi mấy chị ơi nhìn nè, đẹp chưa? Heo nè, nút nè. Trời ơi quá là đỉnh luôn mấy chị ơi, đỉnh đỉnh ơi là đỉnh luôn. Rồi cái này ghi liền em mã A35 dùng cho Hải nha. Ôi bốn vô miệng đi. Rồi cái này chốt cho Hải mã A35 dùng cho Hải nha. Giá là 69.000. Siêu rẻ luôn đó mấy chị. A35 dùm em có hai con à. Cái này là chị nào bấm nhanh thì được nha. Không biết. A35 cho Nai Green. Câu lò ra được set nha mấy chị nè. Bán luôn cho mấy chị luôn. Nguyên set cho Hải luôn nè mấy chị nè. Rồi, cái liềm em mà set dùng cho Hải nha. 79.000 cho mấy chị. A35 cho Nguyễn Kiên. Rồi cái này có một set duy nhất 79.000 dùm em. Set 79.000 em có đúng một set duy nhất cho Hải nè. Một set duy nhất ha, 79.000 dùm cho em. Cái này em cho chị nào lấy thì ghi dùm em mà A36 dùm em. A36 này có một con nè. Giờ lấy cho em mà A36 một con duy nhất luôn. Đẹp chưa? Giờ lấy set 79 là mà set 79 với em mấy chị ạ, 79.000 thôi. Thấy Nguyễn Phúc nha. Set 79 với chị Thu Thị Phạm. Mấy chị A36 dùm em có một con duy nhất rồi. A36 nha, đẹp chưa? Tôi tiếp cho mấy chị một con này này luôn ha. Con này phải lấy này mấy chị. A36 69.000 lên giúp em ạ. Màu này là chua. A36 69.000 với chị Trân Liên. Mấy chị lấy nhanh con này nè mấy chị nè. Lấy nhanh con này nha. Con này rất là đẹp luôn. Nè. Đẹp chưa? A37 dùm em. Con này không đẹp không biết tiền mấy chị luôn ha. Mấy chị nào mà thích kiểu như mà hoa thêu, xong mấy chị nhìn nè, nó làm cái kiểu phía trước cho mình nè. Mấy chị nhìn hàng không? Đây nè, cái ở dưới của nó nè, rất là đẹp luôn nha. Ghi em mã A37 dùm em. A37 nha mấy chị yêu nha. Đây nè, hoa nè mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Tay của nó nè, lên nhanh con này đi mấy chị, rất là đẹp luôn. Ghi em mã A37 nha, con này đẹp. Ờ vậy ba con cho Nguyễn Quỳnh Như 69.000. Rất là đẹp luôn. Chị nào thích mấy cái form này lấy nhanh dùm em ha. Ghi em mã A37 dùm em, thật sự con này rất là đẹp luôn. Chúc em mã A37 dùm em ha. Ghi em mã A37 dùm em. A37 dùm cho Hải nha. A37 dùm cho em. Lên mã A37 giúp em đi. A37 cho Phan Nhàn. Ghi em mã A37 nha mấy chị yêu nha. A37 cho Phương Trần. Rồi tiếp cho mình một con áo khoác màu vàng. A37 cho Song Đô. 95.000. Chúc em mã khoác 95.000 dùm em. A37 cho Kim Anh. Khoái này đẹp lắm luôn á. A37 với Trịnh Văn Khánh. Thôi số 79 là gì Trâm Võ ơi. Rồi cái này ghi em mã khoác dùm cho em ha. Chốt nhanh dùm em mã khoác dùm em. 95.000 khoác màu vàng 95.000 dùm em. Em nhìn chắc đẹp lắm. A37 cho chị Salara Nguyên. Salary Nguyên. Chốt em mã khoác dùm em ha. Salary Nguyên ơi, khách mới mà à, chọn thêm thì cọp với em 200.000 vào tài khoản là chọn tiếp chị nha. Ở chị được bốn số phẩm rồi, em chốt không quá nên số phẩm đi chị ơi. Thôi muốn chọn nữa thì cặp với em ạ. Mấy chị thấy cái áo mà hai màu chưa? A37 với em còn một con giờ lấy chốt liền cho em ạ. Rồi kim em mã khoái 95.000. A37 với Hoàng My. Kim em mã khoái 95.000 rồi nè. Khoái 95 nha, khoái này hơi bị xịn sò luôn đó. Rồi giờ cái này nó có một cái nên chị nào lấy không? Giờ lấy khoái 95 lên, mở khoái 95 với em nha. Em sẽ cho mấy chị chim nữa nha. Từ từ nha mấy chị nha. Bỏ, đừng bỏ qua cái like này mấy chị ơi. Có chứ làm ba con nha Nguyễn Quỳnh Như. Cái like này mấy chị nè, đừng bỏ ra hay qua nha mấy chị nha. Em sẽ cho mấy chị xem mấy con này, cái con này đã ấp hình rồi nè. Ấp hình rồi nha. Chuẩn bị A mấy rồi nè. A38 dùm em, chuẩn bị bàn phím bấm nha. Có chứ làm cho Nguyễn Liên. Đẹp mà dạng như là phải gọi là đỉnh luôn đó mấy chị. Mấy chị nhìn nó tinh tế nó nổ mà cái nút của nó này mấy chị. Cái nút của nó nha mấy chị, nha nó làm ở bên trong này nè. Đó mấy chị thấy không? Nó che lại như thế này nè, lúc mình mang vô nó không thấy gì hết nha mấy chị nha. Và cái xuất sắc của nó rất là đẹp luôn. A38 dùm em. Giá là 69.000 có sỉ nha mấy chị nha. Nhất có chứ lông cho Hán Nguyễn. Trời ơi, con này mấy chị phải lấy gấp lấy liền luôn nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn nha. Chờ lấy thì chốt đi dùm em mà A39 dùm em. Lấy liền con này đi mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Rồi ghi liền em mã A38 dùm em. Chúc em mã A38 dùm em. A38 mấy chị ơi, A38 phải là A37 đâu. A38 mấy chị, chúc em mã A38 dùm em. Có 95 cho Huỳnh Như. Kim Anh có rồi chị nhá. Giờ lấy 95 lên, bỏ 95 em còn một con cuối cùng ạ. Thế Nguyễn có 95 rồi, Nguyễn Lê có rồi nha. 95 này nha, Nguyễn Nguyễn.
A38 nha. A38 69 nghìn cho em ạ. Nhức nách luôn đó mấy chị. Mà vàng phải gọi là đỉnh luôn đó nha. Con nào có hình rồi á, chờ lấy cho em mã A38 giùm em. Kim em mã A38 cho mấy chị nha. A38 69 nghìn luôn cho em ạ. Lấy nhanh đi mấy chị, con này đẹp lắm luôn á. Siêu đẹp luôn. A38 cho Phan Nhàn. A38 cho Yến Trần. Thật sự là mẫu nào nó cũng đẹp hết trơn. A38 cho Nai Ren. Thật luôn ấy. A38 cho Sông Đô. Nó không phải nó điêu chứ trời, nó đẹp quá mấy chị ơi. Rồi làm sao giờ. A38 cho Đăng Thảo. Mà 69 ngàn thì mình hút tới luôn mấy chị nha, mấy chị nha. Chứ ví dụ như nó 130, 140 thì mình mua cái hai cái được mấy chị. 69 ngàn thật sự rất là rẻ. A38 cho Nguyễn Lê. A39 dùm em, nhức nách con này. A38 cho Bảo Ngọc. Không biết đó là sao mấy chị ơi. A39 dùm em. A38 hai con cho Nguyễn Quỳnh Như. Còn cái này dùm em là A39 dùm em. Chị không nổi luôn. Quá là đẹp. Rồi dùm em là A39. A38 cho Kim Anh. Rồi dùm em là A39 dùm cho Hải nha. Đẹp quá. Rồi kim em mà A39 thì mình mấy chị không? Chúc em mà A39 thì cho lại nha, đẹp quá mấy chị ơi. Rồi tiếp cho mấy chị lên, mấy chị cái con hai nè. 39, 69 ngàn lên cho em đi ạ. 28 hết rồi mấy chị ơi. 39 chứ mấy trăm trần. Dạ cái này có xỉ á mấy chị ơi, nãy giờ em có nói hoài nó đi nó lại có mà. 39 gì đến trần. A39 cho Nai Ren. Mấy chị nè, mẫu mới 2020 luôn. Đã chưa? A39 hai cái cho Nguyễn Kiên. Đã chưa mấy chị ơi. A40 dùm em. Chúc em mà A40 dùm em. Kia liền em mà A40 dùm cho Hải nha. Có rồi á Kim Anh ơi. Rồi cái này kia em mà A40 dùm cho Hải nha. A40 dùm em. A39 cho Hán Nguyễn. Rồi cái này kia em mà A40 dùm em. 69 ngàn dùm cho Hải. Con này là mẫu mới luôn đó mấy chị nha. Rồi cái này ghi em mà A40. Rồi 39 hai con cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi cái này ghi em mà A40 dùm em ha. 69 ngàn dùm em. Áo này đẹp lắm luôn á nha mấy chị nha. Chốt nhanh dùm em mà A40 dùm em. Con này đúng đẹp luôn nha mấy chị nha. Mẫu mới luôn đó mấy chị. Chốt nhanh dùm em mà A40 dùm em. Rồi 39 cho Kitty. Rồi cái này ghi em mà A40 dùm em. A39 bình thường. Em nói cái con A40 này đúng đẹp luôn á. Đẹp lắm mấy chị ơi. Ghim em nha, chú em mà A40 dùm em. Rồi em lên cho mấy chị một con màu màu đen dùm nha. Để lên cho mấy chị một con éo nút nó đẹp mấy chị. Nãy giờ xe la chứ. 42 con cho Nguyễn Quỳnh Như. Nè mấy chị nè. Con này em sẽ cho mấy chị xem nha. Mấy chị nhìn từng hạt nút nha mấy chịu nha. Không hạt nút nào giống hạt nút nào hết nha mấy chịu nha. Không hạt nút nào giống hạt nút nào hết. Và cái tay của nó nha em đã mấy chị mặc lên mấy chị ghiền cái tay này luôn. Đây nè. Mấy chị thấy cái tay của nó. 80 cho chị Phan Nhàn. Đây nè mấy chị nè. A41 dùm em nha. 69 ngàn dùm em. Đây nè. A39 hết rồi mấy chị ơi. A40 cho Đăng Thảo. Mấy chị thấy cái độ xịn của nó không? Đây nè mấy chị nè. Nhìn dùm em nha mấy chị ơi nha, nhìn cái tay này. Mua cho Nam Trương mấy chị mặc lên mấy chị thấy được cái độ tay nó phồng lên rất là đẹp. Mua cho Mai Thủy. Và nút của nó này mấy chị. Năm đây mấy hộp nút mấy chị. Bốn hộp nút nha mấy chị nha. Bốn hộp nút không có nút nào giống nút nào hết nha mấy chị ơi nha. Không nút nào giống nút nào hết. Mua cho Trần Thị Lan Phương. Nút thật dùm cho em nha. Phong của nó lên rất là đẹp luôn. Đây này. Nó giống một con áo hãng mang á, mặc lên nó ôm như thế này nè. Đẹp lắm luôn. A41 dùm em ha. Ghi em mà A41 dùm cả, mặc bốn tướng cái hàng nữa. Rồi ghi em mà A41 nha mấy chị nha. Con này nãy giờ bảo like để bên hông luôn mà vui mất. Rồi ghi liền em mà A41 dùm cả. Ghi em mà A41 dùm cả nha mấy chị nha. A41 dùm cả nha mấy chị. Đẹp quá. Rồi cái nút của nó đã gì đâu luôn á. Nhìn nút này mấy chị nè, không có nút nào mà giống nút nào hết nha. Không có nút nào mà giống nút nào hết. Giờ lấy liền mà A41 lên cho em. Thấy như nhiêu mạng cho lên chậm. Bây giờ không có gì như Trần nha. A41 cho Yến Trần. A41 cho Dược Sương. A41 cho Phan Nhàn.
Ông mốt cho Hoài thương. Tiếp cho mấy chị một con áo nè. Đẹp ông mốt cho Tuấn Nguyễn. Nhìn nó đơn giản mà nó đẹp chưa mấy chị nè. Nó teo ở đây nè. Thay ông mốt cho Nguyễn Kiên. Và nút đây cũng nút thật luôn mấy chị. Đúng rồi, mấy cái hàng này phải bán lại thật sự luôn mấy chị. Bình thường mấy cái hàng ông này ông mốt cho Thanh Yên Võ 1.000 mấy chị. A42 dùm em, đẹp quá. Ông mốt cho Lê Hùng. Và cái này ghim em mà A42 dùm em. Cái này nút thật luôn nha. Ông mốt cho Thu Thị Phạm. Nút thật hàng theo nè mấy chị. Đẹp chưa? Ông mốt cho Tiên Tiên Lê. Cái này đẹp quá luôn. Rồi cái này ghim em mà A42 dùm em. Ghim em mà A42 dùm em nha mấy chị luôn nha. A42 dùm em 69.000. Màu kem nha. Màu kem dễ phối đồ lắm mấy chị. Không bị kén dáng mấy chị. Màu kem rất là dễ mặc nha mấy chị ơi nha. Không bị kén dáng, không bị kén da luôn. Phối với cái gì cũng đẹp hết nha mấy chị ơi nha. Phối màu gì cũng đẹp hết. Và cái này ghim em mà A42 dùm em. Chúc em mà A42 cho hãy nha mấy chị ơi nha. A42 dùm em 69.000 dùm cả. Chúc nhanh dùm em mà A42 dùm cả nha mấy chị ơi nha. A42 mấy chị ơi 69.000 dùm em nha mấy chị. Thì nào nghe bên đây được tên thì có mấy chị ơi. Lên mà A42 với em 69.000 à. Nút thật hết nha. A42 69.000 cho Nguyễn Kiên. A42 69.000 cho chị ạ. Là hết A41 rồi mấy chị ạ. A42 69.000 cho chị Gloria Trương. A42 69.000 cho chị Nguyễn Kiên có rồi ha Thanh Thủy. A42 69.000 lên giúp em ạ. A41 hết rồi mấy chị ạ. A42 cho Trương Loan. Rồi cái này kia liền em mặc quá chùm em mấy chị. 69.000 giùm em. Rồi cái này kia em mặc quá 69.000. A42 cho Cúc Cúc. Ghim em mở khoác nha mấy chị yêu nha, 69.000 dùm em. An Dương A41 chị có mình em thấy nhưng mà hết đó rồi chị ơi. A42 cho chị Mai Thủy. Rồi cái này ghim em mở khoác dùm em nè mấy chị. Khoác lại nha, 95.000 dùm em. Ghim em mở khoác 95.000. A42 cho Hồ Thị Trung Sang. Nãy giờ em chưa có lên mấy cái nào màu xanh này mấy chị. Màu xanh này mang đẹp. A42 cho Thuận Liên. Em lên mấy chị con áo khoác trước ha. Khoác 95.000 dùm em. Ông hai Thanh Thủy có rồi nha. Không có chị Mỹ Hằng ơi. 95.000 có sỉ nha, hãy nói nhầm đó mấy chị. 69.000 chết luôn ấy. Ông hai Mai Thủy có rồi à. Ghim em mà khoác 95. 95.000 lại chỉ được mấy ngàn mà bán cái chết là chết đó mấy chị nha. Rồi ghim em mà khoác 95.000 hãy nói nhầm mất lên ghim em mà khoác 95 gì nữa. Để lên cho mấy chị cái áo này thôi. Tớ giá. Còn mấy cái mình lên. Cái này màu xanh nè, màu này đẹp nè. Cái tay của nó đẹp nha, đây nè. Cái hàng này tay lên đẹp. Giờ lấy khoác 95 lên, mẫu khoác 95.000 giúp em ạ. Mấy chị, áo này đẹp nè. Mặc lên không có bị hở nha. Bút dây nhưng mà không bị hở, đẹp chưa? Cái tay nè. Đẹp chưa mấy chị nè. Rồi A43 giùm em nè. Ui con này đẹp nè mấy chị ơi. Đẹp lắm nha. Màu đẹp ô là khoác đẹp. Khoác 95 ba con cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi cái này ghi liền em mà A43 dùm em. Ui trời ơi. Xinh chưa. Nè nhìn tay nè mấy chị nè. Khoác 95 cho Nguyễn Lê. Đẹp quá. A43 dùm em. Con này đẹp. Khoác 95 cho Nguyễn Kiên. Rồi cái này ghi em mà A43. Màu này đẹp lắm nha. Nãy giờ chưa lên được cái nào màu này luôn. Rồi ghi em mà A43 dùm em. Cái mẹ mà A43, màu xanh này đẹp lắm luôn á mấy chị. Hàng nhãi là mẫu mới không đó mấy chị. Mẫu mới 2020 không ấy. Rồi cái mẹ mà A43. A42 dùm lên lúc này có rồi. Khoác 95 cho Loan Loan. Rồi cái mẹ mà A43 dùm em. Mẫu mới không luôn đó mấy chị nha. 69.000 bao lẻ cho mấy chị luôn. Khoác 95 gì thấm. Khoác 95 cho Công Nhàn Phan. Nguyễn Lê có khoác 95 rồi chị nha. Chị nào lấy khoác 95 lên mở khoác 95 cho em đi ạ. A43 cho Phan Nhàn. Đi liền cho em mấy chị ơi. Đó là A43 sao 9.000 cho em ạ. A43 hai con cho Nguyễn Quỳnh Như. Cái này là xếp không mốt. A42 hết rồi, bây giờ lên mã A43 cho em 69.000 ha. Khách mới mã kèm số điện thoại lấy cho em luôn đi ạ. A43 69.000 cho Hoài Thương.
Đây cái này là áo riêng nha, nhưng mà cũng bán luôn cho mấy chị luôn. Đây nè. Áo mai cho Mai Thủy. Cái này em bán cũng 69.000 luôn, có thể luôn ha. Kim em mà A44 nha. A44. Áo mai cho Thu Thủy Phạm. A44 này có mấy con rồi mấy chị ơi? Áo 43 cho Lê Tuấn Anh, cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 để thứ năm bên em dâng luôn mấy chị nhá. Áo 44 là áo kiểu á mấy chị ơi. Nè, có lọt ra một áo 43 cho Hoàng Yến. Và cái này ghi liền em mà A44. Áo 43 cho Nhi Nhi hết mà không. À còn. A44 giùm em. Áo 43 Thu Thị Phạm có rồi ha, Lê Tuấn Anh có rồi ạ. Áo 43 cho Mai Thủy hết mà áo 43 luôn ạ. A44 còn giùm em ha, lọt ở đâu được hai quá. Cái này mỗi mã nó có một con này mấy chị ơi. Nó mà 44 69 ngày nha mấy chị ơi. Thấy hồng thấm chân nhưng mà cho lên chậm chị ơi. Ở 42 con cho Nguyễn Quỳnh Như. Nè. Nè. Cái luôn. Cái này mỗi mã nó có một con nè. Cái này có chị nào lấy không? Chị nào lấy không? Chị nào lấy không? Em để cho anh. Mỗi mã có một con duy nhất à, mà đẹp lắm luôn ấy. Dùng. Nè. Ở mối cho Song Đô. Ở mối hồ thì Song Sang. Cái này chị nào ôm không thì báo em nha. Mỗi mã nó có một con à. Ở mối cho Nam Trương Nguyễn. Đây là mỗi mã. Ở mối cho Đặng Thị Yên. Nè, mỗi mã nó có một con nè, xinh chua, xinh tiểu. Áo 42 con cho Phương Phương Trần. Xinh tiểu luôn ấy, đẹp chưa nè. Xinh lắm. Ủa, luôn. Cái này mỗi mã nó có một con rồi mấy chị. Đẹp lắm. Nè. Đẹp lắm nha, mỗi mã một con rồi mấy chị nè. Chờ lấy thì chốt giùm em ha. Cái này chị lên giùm em ha. Rồi cái này chị là lấy xanh, chốt xanh, rồi đổi, chốt đổi, rồi lấy trắng giùm em ha. Chốt dậy cho nhanh ha. Trắng giùm em, hai trắng. Áo 4 cho Thuyên Quyên. Thiên Nguyên hết mất, mà lên lại số điện thoại với em đi chị ơi. Hai trắng cho Nguyễn Kim nè. Rồi cái này chờ lấy đỏ thì chốt đỏ giùm em nè. Rồi chờ lấy xanh chốt xanh giùm em, con xanh này đẹp. Hai trắng cho Nguyễn Kim. Con xanh này rất là đẹp nha. Nè, cái xanh này đẹp ôi là đẹp luôn á. Chờ lấy xanh chốt đỏ với Hàng Phan. Rồi cái này chờ lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Con này có con rồi mấy chị. Mặc lên rất là đẹp luôn, cái này nó ôm vô nè. Ôm vô nha, như lúc mình mặc ra nó như thế này nè mấy chị. Nó rất là đẹp luôn, khác dạng như là áo bí bí á mấy chị. Chị lấy xanh chút xanh vậy này ha. Nè con đen này đơn giản mà đẹp. Rồi cái này chị lấy chút em mã đen giùm em. Áo 4 lúc nãy cho Thu Nhàn Phan. Rồi cái này chị lấy đen chút đen giùm em. Đen này đơn giản mà rất là đẹp. Xanh cho Phương Tròn. Con này mấy chị đi mua hàng Âu á, giá là 300 mấy ngàn một con á. Rồi cái này chị lấy chút đi giùm em nè. Cho em màu đen giùm em ha. Đen đen rút giùm em, đen rút em có hai con rồi. Dạ, cái xanh nó có bùi ha. Giờ lấy đen cho đen như 69.000 ạ. Đen cho Vương Tròn. Đen cho Miu Mi. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn nè. Rồi cái này lên từng màu ha. Đóng thùng rất là đẹp luôn. Màu cam giùm cho em nè. Màu kem giùm em nè. Trời ơi đẹp chưa. Rồi ghi liềm em cho mấy chị luôn nha. Rồi cái này ghi liềm em màu trắng giùm em nè mấy chị nè. Ghi liềm em cam trắng giùm em nè mấy chị. Cam trắng giùm em nè. Trời ơi đẹp quá luôn. Trời ơi 69.000 nha. Khẽ quá luôn mấy chị. Nè màu kia. Màu này đẹp nè. Màu kem nè. Cái này ghi em màu này là màu vàng đấy mấy chị. Màu vàng bò á, màu bò nha. Giờ lấy bò chút bò giùm em nè. Trắng nè, con trắng này đẹp nè, con trắng này xém ngay chỗ này nè mấy chị. Rồi cái này ghi liềm em mã cam giùm em nè. Cam nha. Cam giùm cho kèm màu vô mấy chị ơi. Trắng cho Nguyễn Thị Bích Duyên. Rồi cái này ghi liềm em ha. Chốt em mã số 1 cho khỏi bị nhầm. Rồi cái này ghi em mã số 1 hay có một con. Mã 1 nha, cái này chị không. Mã 1 dùm cho ảnh mấy chị ơi, cho mấy mã 1. Cái này bà nào ôm chắc mấy chị. Bàn cho Phan Nhà.
con đỏ nãy còn cho chị Thu Hiền. Đỏ lúc nãy như chị Thu Thủy Phạm chốt đúng không? Chị Thu Thủy Phạm lấy đỏ này không? Báo lại cái hãy để cho nè. Chị Thu Thủy Phạm lấy đỏ không? Đây nè. Con đỏ lúc nãy nè, giờ lấy đỏ. Có một cái Nguyễn. Có đỏ có trắng không nè. Nè cái này có đỏ có trắng luôn nè, giờ lấy thì chốt liền em mã số 2 kèm màu nè. Mã 2 kèm màu nha, màu đỏ màu trắng nè. Mã 2 kèm màu đỏ trắng luôn cho chị Thu Thủy Phạm màu đỏ ha. Rồi cái này em còn một con màu trắng nè, chờ lấy trắng chút trắng giùm em nè. Y như vậy luôn màu trắng nè. Cam rút lại cho hoa tròn. Thế này mấy chị nè. Cứ ăn tròn đủ đơn trên cho mình hàng đến thứ 5 đêm video luôn mấy chị ạ. Chưa, trắng giùm em nè. Đỏ cho chị Thu Thủy Phạm ha. Rồi cái này chờ lấy trắng thì chút trắng giùm em nè. Trắng này em có một con nè. Rồi lên cho mấy chị ha. Cái chị nè, con này đẹp nè. Con này là nút mật luôn nha. Đây. Con này là nút mật luôn mấy chị ơi. Không. Đây nè. Dán là ôm người luôn á mấy chị. Ôm người luôn nha. Con này mang con dán lắm mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt nhanh giùm em nè. Cứ giùm cho em nha mấy chị nha. Chốt giùm em cái mã này là mã số 3 giùm em. Chốt em mã số 3 giùm chị nha. Mã 3 giùm em nè mấy chị nè. Giá là 69.000. Đây nè. Con này là hàng nút mật nha. Con này rất là đẹp luôn. Đẹp lắm luôn. Trắng với Nguyễn Kiên. Con này là nút mật á mấy chị. Con này lên ôm ôm đẹp lắm luôn ấy. Nha mấy chị yêu nha. Chờ lấy thì chốt nhanh giùm em mã số 3 giùm em. Mã 3 nha mấy chị yêu nha. 69.000. Chốt em mã số 3 69.000 giùm em. Trời ơi nút mật luôn nha. Con này mặc ôm người rất là đẹp luôn. Chờ lấy thì chốt giùm em mặc cho mấy chị xem ha. Rồi em lên cho mấy chị ha. Lên mã số 3 giùm em 69.000. Giùm em mã số 3 giùm em. Con này mặc lên form nó ôm như người mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị một con màu reo đi. Một con phát reo hạ lần. Đây mấy chị. Con này mặc lên, mấy chị biết sao không? Cái nó là nút thật á. Nên nhìn mấy chị mặc vô này nó ôm vô người mình luôn á. Ôm vô nha mấy chị nha, mà màu rất là đẹp nha. Màu xám, màu xanh, màu trắng này. Nhìn lên form rất là đẹp luôn. Thầy ơi cho chị xem cái số với nè. Mới lên chưa, lên chưa kịp thấy áo. Cho chị xem cái số với nè. Là cái số nào anh? Là sao chị Mia? Mia số nào chị ơi? Cái số gì vậy? Rồi cái này ghi liền em mà áo giùm em nè mấy chị. Ghi em mã áo giùm em ha, 95.000 có sỉ giùm em. Rồi cái này ghi em mã 95.000 giùm em. Màu reo giùm em khoác nha. Cái này dạng khoác mà đang rất là hot luôn ấy. Hot lắm luôn nha. Màu reo 95.000 giùm em. Cho em mã khoác 95.000 giùm em. Khoác 95 nha. Cho em mã khoác 95.000 giùm cho em. Trời ơi toàn mẫu đẹp không. Rồi ghi liền em mã khoác 95.000 giùm cho em. Áo trắng mới đưa lên á. Áo trắng nó chốt rồi mà mấy chị. Chốt rồi. Hãy chốt rồi nha. Rồi cái này ghi liền em mã 95.000 giùm em nè. 95.000 ha. Chờ lấy thì chốt em mã 95.000 giùm em. 95.000 em có cho mấy chị được 5-6 con thôi. 5-6 con nha. Ghi em mở khoác giùm em. Tiếp cho mấy chị nè. Cái nè mấy chị ơi con này nè. Áo 95.000 chứ lên tròn. Con này đẹp nhất nắp luôn. Nè mấy chị. 95.000 ba con cho Nguyễn Quỳnh Như. Đẹp chưa? Còn mã số 5 giùm em. Con này là không thấy là tiếc lắm nha. Mã số 5. Mất đeo 95.000 cho chị Ngọc Thương Đỗ. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt liền em mã số 5 giùm em. Cái này. Rồi kim em mã số 5. Nhất nắp luôn, con này nó giống cái con màu đen. Làm cho bông bông. Và cái con này em có đăng hình rồi mấy chị. Nha mấy chị nha, em có đăng hình rồi, chắc rất là xịn xò luôn nè. Đây nè mấy chị nè. Và cái này ghi liền em luôn ha, chốt liền em mã số 5 giùm em. Siêu siêu đẹp luôn, mã số 5 nha mấy chị nha. Kim em mã số 5 giùm chị. Ở trên lâm cho hậu Nguyễn. 69.000 mã 5. Kim em mã 5 nha, con này lúc nãy chị nào chưa chốt được màu đen. Ở trên lâm cho hậu Dung Sa. Này rất là đẹp luôn á. Ghi liền em mã số 5 giùm em. Còn áo hai da dùm em. Lên mã số 5, 69.000 cho em được. Rồi con này chốt nhanh nha. Con hai da này không có nhiều nha mấy chị nha.
Có 95 bông bóng có rồi, mở số 5 69 ngàn 2 cái cho chị Nhi Nhi. Hàng này mới chết, đi order là hàng 300 mấy ngàn luôn đó. 300 mấy ngàn, bây giờ mua 69 ngàn. Nha mấy chịu nha, mã số 6 dùm em, con này là đẹp nhất nắp luôn rồi. Nha mấy chịu nha, nhìn cái len của nó nè. Mấy bạn mà, mấy chị xem like thấy mấy hàng này đi, mấy bạn toàn bán 200 mấy, 300 mấy ngàn một con không á. Nha, toàn 200 mấy, 300 mấy ngàn thôi nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mấy chị ơi. Em chốt cho chị. Số 5, 6, 9 ngàn cho đằng chị Yên. Mia Mia là ai chị? Là ai chị? Số 5, 6, 9 ngàn cho Gloria Trung. Ý là chị nào á, đâu có biết đâu. Chị nào? Rồi cái này ghi liền em ha. Mã số 6 dùm em. Cái này mấy chị lấy đi mấy chị. Hàng mấy bạn đang ngồi mua 200 mấy ngàn, 300 mấy ngàn. Số 5, 6, 9 ngàn cho Nguyễn Quốc Đạt. Cái nào lên hai da này mấy chị. Rồi ghi em mã số 6. Con này rất là xịn luôn á, xịn xò vô cùng luôn nha. Số 5, 6, 9 ngàn cho Thuận Lê. Kim em mã số 6, con này nhận về hơi bị đỉnh luôn. Số 5, 6, 9 ngàn, Nguyễn Quốc Đạt có rồi, Lưu Gia Trương có rồi ạ. Số 5, Xuân Nguyễn Thị Thu. Rồi kim em mã số 6 nha mấy chị yêu nha. Con này chốt liền đi nha mấy chị yêu nha. Chốt liền đi. Số 6 với Hồng Thánh Trầm. Dạ như các bạn mà bán hàng mà dạng như là người ta có thương hiệu cao cấp rồi mấy chị. Giờ người ta có bán nhập cái hàng 10 ngàn, 15 ngàn hay 30 ngàn. Số 5 cho Mai Thùy. Mấy chị giá là 300-400 ngàn. Nha mấy chị yêu nha. Thật sự là như vậy luôn á mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Nói chung là có thương hiệu rồi bán gì cũng được hết. Nha mấy chị yêu nha. Em bán mấy chị 69 ngàn. Chị cảm nhận cái áo 300 mấy ngàn đi mua đi mấy chị. Nha hàng lên 2 giá. Số 6 cho Phương Tròn. Số 5 cho Thuận Lê có rồi nha. Thôi chờ lấy chút đi giùm em ha. Ủa em đứng giữa cam mà mấy chị có thấy đứng giữa cam không hay là đứng nghiêng? Còn mình đứng nghiêng à? Anh em đứng nghiêng anh? Hả? Đứng tự nhiên máy của bên nhất rồi. Máy qua bên chị, ai máy ra có? Ai biết cái camera ở đây nó thẳng như thế này, đứng nó thẳng như thế này, ai biết được? Ai biết cô đang đứng hay nhìn cái camera nó thẳng như thế này? Số 6 cho Hồng Thấm Trần có rồi chị nhá. Phương Trần có rồi ạ. Số 6 số Nguyễn Thị Thu. Rồi tiếp cho mấy chị một con này nữa nha. 6 cho Hạnh My Nguyễn. 6 cho Dương Bích Lanh. Trời ơi, đẹp, đẹp chưa? Mấy chị đơn giản mà đẹp màu đã chưa? Màu này đúng đẹp luôn. 6 cho Nhi Nhi. Đây mấy chị nè. Màu này đúng đẹp nha. 6 cho Phương Phương Tròn. Mấy chị đơn giản mà đẹp chưa nè. Rồi cái này ghi em mã số 7 dùm em. 6 cho Ngọc Tuyền. Rồi cái này ghi em mã số 7. Nhìn màu đơn giản mà đẹp mấy chị ha. 6 cho Phan Nhàn. Rồi cái này ghi em mã số 7. Nhìn màu đơn giản mà đẹp lắm luôn á. 6 cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt em mã số 7 dùm em. Ghi em mã số 7 nha mấy chị nha. Đây nè. Màu nó đơn giản mà nó đẹp mấy chị ơi. Màu hot luôn á. 6 cho mấy chị ơi. Lên mã số 7 giúp em ạ. Số 7 Thục Châu. Nè. Xinh chua. Mã số 8 nè mấy chị ơi. Xinh chua mua ngay nè. 73 con cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi cái này ghi em mã số 8 dùm em. Đẹp chưa mấy chị ơi. Đẹp nhất nắp luôn ha. Rồi. Quá trời đẹp cái con này luôn. Mã số 8 dùm em. Bảy Thục Châu có rồi chị nha. Số 7 Tịnh Phan. Mã 8 giùm em nè. Số 7 Kim Phụng. Quá trời đẹp cái con này luôn. Rồi cái này ghi em mã số 8 giùm em. Số 7 Lê Hùng. Rồi ghi em mã số 8. Số 7 Xuân Cảnh. Số 7 Hoa Phan. Rồi cái này ghi em mã số 8 giùm em nha. Số 7 có một con. Rồi cái này ghi em mã số 8 giùm em. Quá trời đẹp luôn. Màu này đẹp mấy chị. Màu này quá trời đẹp luôn á. Rồi cho hãy xin một nút like bài viết mấy chị ơi. Một nút tương tác nhảy nha. Số 7 Kim Phụng có rồi, Tịnh Phan có rồi nha. Số 7 Hồng Tâm Trần có rồi ạ. Số 7 Nhật Minh. Cho hãy xin một nút tương tác mấy chị ơi. Sẽ lên cho mấy chị một con hàng theo nha.
hàng theo đây, cái con này lúc nãy chị nào không chốt được thì chốt nè. Mã số 8 số 9 ngàn cho em đi ạ. Con này lúc nãy ở trong kia nó có một con thôi, thì bây giờ mình chốt nè. Số 8 là Tịnh Phan. Con này lúc nãy nó có một con đó mấy chị, ở trong cái lô một cái nó có một con ấy. Chị nào không chốt được thì mình đừng buồn nha. Bây giờ mình bấm nè, mã số 9 giùm em. Mã số 9 nha, đừng buồn nha. Đây giờ em có cho mấy chị nè. Số 8 là Hiếu Trường. Đây, nút thật nha, đây nè. Nó theo đây nè mấy chị, theo nha, đây là nút thật nè. Số 8 là Lê Quỳnh Như. Mấy chị thấy không? Rồi mã số 9 giùm em. Số 8 là Thục Châu. Rồi cái gì mấy mã số 9 mấy chị? Số 8 là Thùy Nguyễn. Số 8 là Đăng Thảo. Con này lúc nãy chị nào không chốt. Số 8 cho Mai Trần. Rồi kim em mã số 9 nha mấy chị ơi nha. Mã 9 dùng cho em nè. Kim em mã số 9 mấy chị. Số 8 là Nhật Minh. Số 8 cho Phương Phương Trần. Số 8 cho Lê Hùng. Nói mà số 8 à. Lên mã số 9 nha mấy chị ạ, 69 ngàn luôn ạ. Cái gì? Hỏi đã đi. Nhưng mà cái này nó có 4 con thôi mấy chị ơi. 4 con duy nhất nha. Cái giùm em mã số 10 giùm em nè. Nè mấy chị. Đẹp chưa nè. Đến với Tình Phan. Mã số 10 cho Hải nha. Thế là Hình Rang. Cái chị nhìn sát này nó y như là nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Mã 10 nhưng mà có 4 con thôi mấy chị. Đến cho Nguyễn Kiên 2 con. 4 con thôi nha. Giờ lấy chút đi. Nhìn nó đơn giản mà đẹp lắm mấy chị. Kim em mã số 10 giùm đi. Đến cho Nguyễn Quỳnh Như 3 con. Kim em mã số 10 giùm cho Hải nha. Nguyễn Kim Nhung có đơn giản. Nguyễn Kim Nhung. Rồi cái con theo này lúc nãy là em lên màu trắng rồi nè mấy chị. Vậy em lên màu đen cho mình nha. Đến cho Mia Mia. Đây cái con hàng theo này mấy chị, lấy liền cái con hàng theo này. Đẹp chưa? 69 ngàn có sỉ nha mấy chị nha. Đến hàng. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Rồi ghi giùm em mã 11 giùm em mấy chị. Mã 11 giùm em ha, 69 ngàn có sỉ giùm cho anh. Chính cho Nga Huỳnh. Mấy chị lấy nhanh nha. Cho Hải xin một nút like tương tác cho mấy chị yêu nha. Theo cho mình nè mấy chị. Mã 11 giùm em nha, 69 ngàn. Con này lúc nãy màu trắng rồi mấy chị. Màu đen, đẹp ô là đẹp luôn. Đẹp chưa? Có cái liềm em ha, sạc lên. Rồi cái này ghi em mã 11 giùm cho Hải nè mấy chị. 69 ngàn một con áo len đẹp lắm luôn. Con áo len này rất là đẹp mấy chị. Hàng theo á mấy chị ơi. Đây nè mấy chị nè. Sỉ từ 30 sản phẩm nha. Nè. Nhìn con này đơn giản mà đẹp lắm. Đơn giản mà rất số là đẹp. Số 10 cho Thiên Ngọc. Con này đơn giản mà đẹp lắm mấy chị ơi. Đơn giản mà rất là xịn luôn á. Còn cái liềm em mã nha mấy chị nha. 11 giùm em. Chúc em mã số 10 cho Hải Phạm. Kim em mã 11 cho Hải. Số 10 cho Lê Rốt. Cho chị áo phát riêu đi em. 10 Phương Phương Tròn. Hồng bút kem, hồng bút kem. Rồi cái này em like hai màu luôn cho nhanh nha. Cái này em like hai màu cho mấy chị lấy luôn ha. Chờ lấy khoát 95 thì chốt khoát 95 là màu này nè. 95 ngàn kèm màu giùm em ha. Cái này cái giùm em mã 95 kèm màu. Màu kem với lại màu hồng nha. Kem và hồng giùm em. Mỗi mã có 5 con à. Màu kem với màu hồng nha. 95 ngàn. Cái hàng này là ôm thanh lý. Ôm rẻ luôn á. 95 ngàn. Đây nè. 11 cho Nguyễn Quỳnh Như. Đây nè mấy chị nè. Hồng và kem giùm em. Khoác kem màu giùm em ha, kem và hồng giùm em. Đẹp chưa? Màu hồng. 95 ngàn giùm em ha.
xịn sò vô cùng luôn. Cho lấy 11 cho lên rốt. Kim em mã khóa kèm màu gì mua không? Ui trời ơi mấy chị ơi, thiệt sự luôn á, nè cái màu này đã chưa? 11 cho Hải Phạm. Cũng đã luôn. Tao đi liền men rồi mấy chị này. 11 cho Cẩm Vân Ly. Chúc em mở khóa kèm màu dùm em 95 nghìn. Chú anh chọn đủ đơn trên 100 ngày để thứ 5 em đi đơn luôn mấy chị nha. 11 cho Ánh Phương Trương Thị. Giờ toàn hàng đẹp luôn á trời. Nè tự nhiên thấy mấy cái áo này cái ghiền quá đi nè. Đừng thoát like nha mấy chị nha. Đừng thoát like nha. Trời ơi em nói thật luôn á, mấy chị đừng thoát like nha. Giờ toàn mấy chị ơi mẫu đẹp không luôn á, nhìn nè. Thật luôn á, đừng thoát like nha. Đẹp lắm. Nhiều quá mà nó lọc luôn. Trời ơi mấy chị đừng có thoát like nha. Nó rất là đẹp luôn. Like cho mấy chị cái hoa này chút nha. Quá trời đẹp luôn mấy chị, đẹp lắm. Bà nào mà thoát like là ngày mai không có đâu. Có kem như Nguyễn Kiên. Đẹp chưa mấy chị? Trời ơi chịu không nổi luôn đi. Rồi kim em mã 12 giùm em. Mã 12 giùm em nha, hai da này mấy chị. Trời ơi nó đã gì đâu luôn á. Có kem cho La La Nguyễn. Rồi cái này kim em mã 12 giùm em. Chúc em mã 12 nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, sung sướng luôn á, nhìn nè. Ôi nhìn cái con nè. Chúc em mã 12 giùm em. Đẹp quá. Phát hai màu bốn con cho Nguyễn Quỳnh Như. Mà ơi, trời ơi, giờ toàn mẫu đèn không luôn ấy. Phát qua là hơi bị tiếc luôn nha. Kim em mã A12 dùm em nè. Trời ơi, đẹp nhất nắp luôn. Nè. Nè, trời ơi. Thôi chứ lâu hay mà cho Hiếu Nguyễn. Màu còn một màu hồng của chị Hiếu Nguyễn ơi. Có gì mà có màu hồng á. Thôi chứ lâu em chỉ còn màu hồng là hết kem rồi. Rồi kim em mã A12 dùm em. Có phòng cho Nguyễn Duy. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nhìn đã con mắt luôn ấy. Chị chốt áo khoác xong rồi nữa ơi. Cái này có giá sỉ á mấy chị. Có giá sỉ nha. Cho lớp khoác hồng lên mà khoác hồng dê mà. Hết kem rồi mấy chị ạ. Nè em cho mấy chị kem. Không còn. 32 chứ ngay tỉnh Phan. Nè. Chờ mấy chị mở lại có hỏi là thôi luôn á. Thì dữ. Nó đẹp lạ lùng luôn đó mấy chị. Nha. Trời ơi nhìn đã chưa mấy chị ơi. Đã con mắt luôn á. 12 cho Phan Nhà. Nặt lên là thôi luôn á nha. Ai hỏi nhớ là nói mua là 190, 160 nghìn. 12 cho Ngọc Dung. 69 nghìn đâu. Ghim em mà A13 giùm em. 12 cho Lê Rốt. Ghim em mà A13 nha. Rồi 69 nghìn mấy chị. Ghim em mã A13 giùm em. 12 ba con cho Nguyễn Quỳnh Như. Đây mấy chị không? Đẹp quá. Cái này nút thật hết nha, mở ra được đó mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, đẹp quá luôn nè. Đã chưa? Nè mấy chị nè. 12 cho Nhật Minh. Ghim em mã A13 giùm em. Đẹp quá mấy chị ơi. Liền luôn ấy. Thấy hình phượng nha. A12 cho Hồ Thị Xuân Sang. Có kim em mã A13. A12 cho Mia Mia. Hả? A13 lên giúp em ạ. Rồi cái này ghi liền em ha. Chúc em mã A13 giùm em. Đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp mà. Ai ba hai con 69 ngày Nhi Nhi. Rồi tiếp mấy chị ơi. Này con này trơn mà cổ đẹp lắm luôn á. Con này nha, chuẩn bị tinh thần nha mấy chị nha. Ơi ba 69 ngày cho Thục Châu.
nha chị. Trời ơi, A14 giùm em. Trời ơi, mẫu nào bóc lên cũng có thật luôn á mấy chị. Ôi, ba xuống nhà cho Phan nhà. Con này mặc lên thôi luôn á, nhấc nắp mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt liền em mấy chị ơi, chốt liền em. Ôi, ba cho Lan tròn. Nè mấy chị nè. A14 giùm em, mấy chị lưu ý giùm em nha, mấy cái hàng này nè mấy chị nè. Ôi, giùm em nha. Một là phôm của nó vừa hay là phôm mà vừa chứ nó không có phôm dài nha mấy chị nha. Ôi, giùm cho Lê Quỳnh Như. Hàng cao bao mấy chị, là hàng hổ mối đó nha mấy chị nha. Từ mua về nó hãy ôi, giùm cho Hoàng Mai. Tại chị mặc nó bị hổ này kia nha, tại vì cái phôm của nó là như thế mấy chị nha. Ôi, giùm cho Ti Ti Lê. Nó trắng, nó trắng nha mấy chị, nha mấy chị nha. Và cái này giùm em mà A14 giùm em. Ở 13 cho Yến Trần một con vậy? Con này mặc lên tay đẹp lắm luôn á. Con này em nói mặc lên là thôi luôn á nha. Con này mặc mấy cái quần mà quần ôm ôm á chị ơi, đúng đẹp luôn á. Quần jean mà lưng siêu cao cũng đẹp nữa luôn. Rồi cái này ghim em mà A14 giùm em nè mấy chị. Chúc em mà A14 nha mấy chị ơi nha. A14 nha mấy chị ơi nha. Chúc em mà A14 giùm chị. Hết năm 13 luôn mà A14 nha mấy chị. Ghim em mà A14 giùm chị. A14 nó mặc là thôi luôn á nha. Hơi bị nhức nách luôn đó, nhưng mà có được 5 con thôi. 5 con thôi mấy chị ơi. Phải có 5 con thôi nha, giờ lấy chốt liền cho ai. Ôi bốn cho chị à, tôi thủy phạm. A14 nó lên đẹp lắm mấy chị. Nhìn cái tay của nó là mấy chị biết tay phòng luôn á. Ôi bốn vô Nguyễn Duy. Chị ơi, sĩ thì nhắn tin nha chị ơi. Sĩ thì cọc đi rồi chốt mấy chị. Ôi đối với Lê Hùng 30 cái nha mấy chị nha. Cọc 1 triệu rồi chốt nha mấy chị nha. Ôi đối với Ngọc Phạm 25. Ôi 3 hết rồi. Đây 34 với em đó chị. Hết rồi, 13 rồi mấy chị ạ. Hết 24 rồi Ngọc. Hết 23 rồi Ngọc Phạm ơi. 25 giùm em. Hết thật luôn nha. Ai bố cho Lê Rốt A15 dùm em, chốt em mà A15. Ai bố cho Mỹ Duyên. Có kim em mà A15. Ai bố Nguyễn Duy có rồi không? Mấy chị ơi, cái này này em bán 69.000 á, mấy chị cố gắng chọn trên dùm em 100.000 đi đơn ha. Chứ thật sự luôn ngày mai mà soạn ra thấy đơn cái này một cái là thật sự luôn á. Giống như là mình đang bị dạng như là mình bán nó rẻ quá mấy chị. Xong rồi nhiều lúc em xả đơn em cũng dạng như là mình ơi lên cho Nguyễn Kiên. Dạng như giống như mình tự ái á mấy chị, mình bán cái này nó rẻ quá. Nhiều lúc mấy chị vô chốt được một cái áo 69.000 cái mấy chị đi đâu mất tiêu à. Mấy chị không chốt thêm cho em được hai cái đem đi đơn nha, tại vì một cái em không có lãi với chị. Và mấy chị cũng biết là cho Nguyễn Quỳnh Như. Một cái áo này không ai đi nhập hàng mà rẻ. Mấy chị cứ nghĩ đi, em không bao giờ mà lãi được cho Phương Phương Tròn 12.000 luôn á nha mấy chị nha. Sĩ em lãi đúng 2.000 luôn nha mấy chị nha. Mấy chị cứ nghĩ đi, một cái áo nha mấy chị nha. Hàng 15 cho Thu Thị Phạm. Chặng đường mới về tới đây nha, mà bán lãi của cho mấy chị nha. Sĩ lãi được đúng 2.000 nha mấy chị. 15 cho Phan nha. Nên là em muốn là khách lẻ mấy chị cố gắng chọn giùm em hai cái nha mấy chị nha. Tại vì em bán giá rẻ cho mấy chị á, nên là em đi trên bill trên 100.000. Không có gì trong Misa nha. Không có gì hết Tư Thảo ơi. Từng chốt một cái xong mấy chị không chốt nữa nha. Chốt giùm em đủ hai đơn để em đi đơn cho mấy chị. 15 cho Mai Thủy. Không có gì nữa rồi. Rồi cái này ghi nè em màu. Ai làm nhà anh Phương Trương Thị. Màu rêu này đẹp nè mấy chị. Chốt em màu rêu nè. Trời đẹp chưa. Đây để một cái này mặc đi. Xinh quá. Màu rêu này đẹp quá mấy chị ơi. Áo 15 Nguyễn Quỳnh Như có rồi chị nhá. Ý cái áo này. Mấy chị ơi. Áo này đẹp quá luôn ý. 95.000 siêu rẻ luôn. Trời ơi bà đúng dễ thương luôn nè. Đẹp chưa mấy chị nè. Chào 15 cho Tổng Vân Liên. Khoác rêu dùm em nè, 95.000 dùm em nè. Chúc em mà khoác rêu nha mấy chị ơi nha, 95.000 màu rêu. Thôi Nguyễn Lê nha. Thôi đẹp luôn ấy, đẹp quá. Chúc em mà khoác dùm em 95.000 dùm em. À, khi em mà khoác rêu dùm em 95.000, áo khoác này đẹp thì mấy chị nè. Khoác này đẹp lắm luôn ấy, giờ lấy chúc em mà khoác 95.000 dùm em. Khi em mà khoác 95 nha, em có được 5. Thứ 5 mấy chị hả? 5 con nha, giờ lấy chúc em mà khoác 95.000 dùm em. Khoác 95 mấy chị ơi. Khoác rêu 95.000 cho Lê Quỳnh Như.
Cho mày mặc quá 95 ngàn ha. Màu đen nó đúng đẹp luôn á. Nhìn nó bo dưới đẹp. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt liền em mã số 5 mấy chị. Ghi em mã số 5 đi mấy chị nha. Mã 5 dùm cho em. Ghi em mã quát treo dùm em. Mấy chị, đơn giản mà đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Rồi ghi em mã số 5. Có 95 cho chị à? Nguyễn Quỳnh Như. Phó chứ làm cho Ngân Triều. Mà số 5 gì cho em. Này đẹp nè. Quá trời đẹp luôn ý. Kinh chưa. Rồi cái này kêu em mã số 5 gì nè. Phó chứ làm cho Ngân Thu. Thấy Ngọc Liên nha. Kêu em mã số 5 mấy chị ơi. Rồi cho Ngọc Phạm á. Mã số 5 69 ngàn cho Phương Trần. Rồi cái này ghi liền em mã số 5 giùm em. Mã số 5 này đẹp nè mấy chị, đơn giản mà màu đẹp. 569 ngàn cho Tiêu Tiêu. Màu rất là đẹp luôn, màu siêu đẹp nha. Mã số 5 giùm em. Ghi em mã số 5 mấy chị. Không tối cho ông Misa ha. Số 569 ngàn cho Nhi Nhi. Này đâu lòi ra được con, hai con mấy con này mấy chị. Bán cho mấy chị luôn ha, 69 ngàn giùm em. Dễ thương chưa? Đẹp xinh lắm luôn á. Nè, con này mấy chị nè, tay nè. Ui, tay đẹp chưa? Nè yeah. Chị Thứ Diễm. Còn cái này ghi liền em. Năm cho Mai Thủy. Ngọc Phạm đừng bỏ A14 cho em nhé. Năm cho Thùy Nguyễn. Mấy chị, đẹp chưa? 89 ngàn size M. Váy này đẹp. 500 vỏ. 89 ngàn siêu rẻ luôn á. Size M cho hại nha. Đẹp lắm. Nè cái tay nè. 395 cho Chu Ngân. Nhìn cái tay mà nút bọc nè mấy chị ơi. Ba nút là biết đầm đẹp rồi đó. 89 ngàn thôi. Siêu rẻ luôn. Chứ em mở váy 89 ngàn có 5 con. 5 cho Nguyễn Quốc Đạt. Đâu lòi ra được 5 con thì bán luôn 89 ngàn cho nhanh gọn lẹ nè. 5 cho Thuận Lê. Kim em mã váy 89 ngàn xây mồi nha mấy tình yêu. 5 cho Hoàng Ngon hết mà số 5 mấy chị ạ. À còn một con ạ. Xây mồi nha mấy tình yêu ơi. 5 cho cô Tê Viên. Đậm đen 89 ngàn cho Mia Mia. Trời ơi. Xếp 3 món giùm em. Tặng luôn. Xếp 3 món dùm cho Hải nha. 99 ngàn cho em mặc xếp 3 món 99 ngàn dùm em. Đẹp chưa? Rồi xếp M dùm em ha. Cho em mặc xếp 3 món dùm em. Cái gì đây nè. Rồi ghi em mặc xếp 3 món 95 ngàn dùm em. Xếp 3 món dùm cho Hải nha. 95 ngàn. Em có cho mấy chị được 5 xếp. Em tặng cho mấy chị 95 ngàn. 55kg đủ làm em ok. Xếp 3 món dùm em 95 ngàn dùm em. À quên, 99 ngàn hồi nói nhầm. 99 ngàn nha mấy triệu nha. 99 ngàn, 95 ngàn. 389 cho Ngân Thu. 389 cho Hiếu Trường. Đem lên 89 ngàn cho Thục Châu. Chín chín ngàn mấy chị ơi, hãy đọc ngàn ha. 99 ngàn dùm cho em. Rồi cái con này cổ đẹp quá luôn. Mia Mia dùm em đọc tên không chị ơi. Đem lên 89 ngàn cho Nguyễn Kim Nhung. Nãy giờ em có đọc tên chị hết mà. Có đọc tên á chị không nghe á. Ngày mai đó. Trời ơi, tới lúc mà gửi hàng á. Trời ơi, Hải ơi chị bắn. Nè, lấy con áo này nè. Số 3499 cho chị Yến Trần, 3 set. Nhìn cái cổ nha. Đẹp chưa? Màu kem. Ghi liềm em ha, ghi em mã áo kem giùm em. 699 cho Lê Rốt. Kem giùm em nha. 69 ngàn áo kem này đẹp nè mấy chị nè. Áo kem này rất là đẹp luôn. Mấy chị lấy nhanh giùm em ha. Chúc em mã kem giùm em. Kem 69 ngàn nha. Mấy chị nhìn cái cổ áo của nó nè. Nhìn cái form áo mấy chị. Xong rồi nhìn cái cổ nha. Nó rất là đẹp luôn. Đây nè mấy chị nè. Nhìn phía sau nè. Hàng nó đẹp lắm. Kem giùm em 69 ngàn. Cái này đẹp ôi là đẹp luôn đó mấy chị. 69 ngàn rẻ. Rồi
Tôi mã kem 69 ngàn giùm em ạ. Kim em mã kem 69 ngàn giùm em ha. Chúc em mã kem 69 ngàn giùm em. Kem 69 cho mấy chị ơi nha. Chúc em mã kem 69 ngàn giùm em. Đây con này có được mấy con này, 89 ngàn kim em mã hoa này mấy chị. Hoa này size M. Kem 69 cho Hoàng Ngân. Hoa size M giùm em nè. Rồi cái này em tặng mấy chị 89 ngàn luôn, chúc em mã hoa giùm em. Kem 69 cho Nguyễn Quỳnh Như hai con. Đây nè mấy chị nè. Hoa này đẹp nha, siêu đẹp luôn ấy. Con của nó đẹp nè. Rồi lấy hoa chút hoa giùm em. Con hoa này đẹp nè mấy chị. Lấy con hoa này 89 ngàn về may đi chụp hình xong ảo nè. Kim em mã đầm hoa 89 ngàn giùm em. Chúc em mã đầm hoa cho Hải nha, 89 ngàn. Hoa 89 nha mấy tình yêu nha. Khánh mới mã kèm số tội là như em mới chở kèm số như Lưu Quỳnh Như. Kem Hoàng Ngân có rồi chị nhà, kem số như Tình Lê. Kim em mã hoa 89 ngàn dùm cho em, đợi xíu em mới chịu nha. Rồi áo Zara HM. Kem Chánh Phương Trương Thị. Áo Zara HM nha, 69 ngàn có sỉ cho Hải luôn nè. Đây cái này là kèm túi nha. Cái form này là cho mấy chị 55-56 ký may ok dùm em, 69 ngàn màu trắng. Đây nè mấy chị nè, nó sẽ kèm túi như thế này cho mình. Đây mấy chị, lấy đi chút nha riêng ha. 69 ngàn có sỉ dùm em. Đẹp lắm. 89 ngàn cho Nguyễn Quỳnh Như. Mấy con này rất là đẹp luôn, mấy cái hàng này bạn bán shop là bao hàng cho mấy chị luôn. Mấy hàng này bạn chỉ bán được cái hàng mà dạng như là hàng dạng như là con này là hàng tuần ra mấy chị nha, mấy chị nha. Màu trắng giùm em nha, co giãn cho mình nè. Con này chắc đẹp lắm luôn, siêu đẹp nha. 69 ngàn chờ lấy cho em mã trắng 69 giùm em. Trắng giùm cho Hải nha, 69 ngàn. Cái này em có cho mấy chị được vài con nữa hết rồi. Màu trắng em về nhiều, nhiều cũng khiếp luôn á. Áo xếp như Nguyễn Kiên. Còn hồng nhạt không ạ? Áo xếp như Phương Phương Trần. Em chịu gì hồng nhạt á. Áo xếp như Nguyễn Loan. Rồi cái này ghi giùm em 99 ngàn có sỉ giùm em nè. Chứ không em mà áo 99 ngàn giùm em. Có sỉ. Chị cục đó luôn đi. Cục đó. Ủa em bỏ cho chị kia vô mà. Áo xếp như Nguyên rồi. Đây mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mà khoác giùm em cũng được nha mấy chị nha. 99 ngàn có sỉ dùm cho em nè. Đẹp chưa? Con này mặc lên dễ lắm luôn. Ghi em mã hồng 99 ngàn dùm em. Hồng 99 nha. Chúc em mã hồng. Ủa là rối chị lấy đúng không nào chị ơi? Cái là bây giờ chị lấy thêm 3 nữa đúng không ạ? Lên da ra hết mọi luôn. Trắng xinh cho chị Chu ngon. Rồi cái này ghi em mã hồng màu trắng đẹp đó mấy chị. Lấy màu trắng đi. Màu trắng đẹp thật sự luôn ấy. Đi nè. Đây là ngày mai đâu có biết. Thôi cứ bỏ đợi đi, bỏ đợi mới được. Mưa mưa mới được. 99 giùm em. Đây, cái này là tên từng màu nha. Cái này là hết rồi đó, còn trên đây nữa là hết rồi đó. Mấy chị nào tranh thủ chốt thì tranh thủ chốt giùm em nha. Đây nè. Rồi cái này ghi em mã số 1 giùm em nè. Mã 1 cho Hải nha. 99 cho Nguyễn Quỳnh Như hai con. Em lấy rồi á chị. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Rồi ghi em mã số 1 giùm em nè. Mấy chị tranh thủ lấy nha. Tại vì hết rồi. Nó chỉ có một đợt thôi. Chứ nó không có đợt thứ hai và nó không có đợt thứ ba đâu mấy chị. Nha. Năm ngoái em cũng bán một lần rồi. Năm nay em cũng bán một lần thôi mấy chị. Nha mấy chịu nha. Đây nè. Mã số 1 giùm em nha. Mã số 1 giùm em. 69 ngàn. Có hồng 99 cho chị Linh Trần. Có sỉ nha. Kim em mã số 1 giùm em nè mấy chị. Mã 1 giùm cho Hải nha. Nó sẽ kèm cho mình túi kiểu này nha mấy chị nha. Gia ra hồng là mấy chị hợp thương đổ. Đây nè. Nha mấy chị nha. Kim em mã số 1 giùm em. Kim em mã số 1 nha. Mã số 1 giùm cho Hải mấy chị ơi. 69 ngàn giùm em. Kim em mã 1 ngàn giùm mình anh. Màu số 9.000 hai cái cho chị Nguyễn Kiên. Rồi cái này ghi em mã số 2 giùm em nè. Cái này mấy chị lấy đi. Có màu số 9.000 cho Hoàng Ngân. Thật sự luôn á, mua mang đi mấy chị. Rẻ đẹp nữa, xịn nữa. Có màu số 9.000 cho
Hoa phan. Rồi cái này ghi em mã số 2 nha. Rẻ đẹp xịn nữa mấy chị nha, mấy chị nha. 69.000 mua được một con hàng xịn sò vô cùng. Mấy bạn phải đi mua hàng 200 mấy ngàn thì mình bỏ ra 69.000. Mình mua 2-3 màu về mình mang. Ok, lấy rốt có rồi chị nhỉ? Nha. Mua 2-3 màu về mình mang. Chốt em mã số 2 giùm em nè. Ghi em mã số 2 hồng nhạt ha. Còn em có rồi chị nhỉ? Ghi em mã số 2 giùm em mấy chị ơi. Mã số 2 giùm em, 69.000 giùm em. Ghi em mã số 2 nè, mã số 2. Số 2 con cho Nguyễn Kiên. Số 2 ba con cho Nguyễn Quỳnh Như. Ghi em mã số 2 nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em mã này, mã số 3 giùm em nè. Số 2 cho Nam Trương Nguyễn. Rồi cái này ghi em mã số 3 giùm em nè. Mã 3 nha mấy chị nha, chắc đã chưa? Ghi em mã 3 giùm chạy. Chúc em mã 3 mấy chị ơi, mã số 3 giùm chạy nha mấy chị. Ghi chạy mã số 3 nha. Rồi cái này là set 3 món. Nam Trương giùm em một cái. Và ghi em mã số 3 giùm cho em ha, form của nó. Form rất là đẹp luôn. Và ghi em mã số 3 giùm em nha mấy chị nha. Mã 3 giùm em, 69.000 bác sĩ giùm cho ảnh nha. Và cái này là set 3 món cho ảnh nè. Nãy bao nhiêu anh rồi? 99.000, chờ lấy cho em mã set 3 món 99.000 giùm em. Đây nè mấy chị. Còn màu đen không chị ơi? Đen gì hết rồi đúng không? Đen hết rồi mấy chị ơi, đen hết rồi nha. Giờ em còn màu xám, màu màu kem, màu đỏ mặn, màu hồng đậm đậm một chút xíu á, nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em set 3 món giùm em nè. Giá là 99.000 dùng cho Hải nha. Cái này có cho mấy chị được máy set à. Máy set nha mấy chị nha. Ghi liền em mã với mấy chị. Cái này bỏ hết đó mấy chị ơi, cái nào có giấy thì bỏ giấy, bỏ áo lại bỏ kèm theo giấy cho mấy chị nha. Ai cũng muốn bỏ cho mấy chị chứ. Đây nha cái gì nè. Rồi cái này là set 3 món giùm em, nãy là em có màu hồng. Em vẫn còn màu hồng á. Giờ lấy hồng chút hồng, giờ lấy đen chút đen giùm em ha. Giá là 99.000 giùm em ha. Kèm màu lên mấy chị, hồng và đen nha. Cái này em vẫn còn đủ màu cho mấy chị á. Đủ màu nha. Đủ màu, màu hồng và màu đen luôn. Giờ lấy đen thì chút đen, lấy hồng chút hồng giùm em. Hồng và đen nha. Số đen 99 cho chị Lê Rốt. Đây nè, nó còn hồng này nữa nè mấy chị. Xong nó còn hồng này nữa nè. Đó, này có mỗi mã có mấy con là hết rồi nè. Xong nó có cho mấy chị màu đỏ đô nè. Đỏ đô nè, cái này màu sáng nè, nên là chị nào lấy chốt giùm em. Còn đây là hết rồi đó. Đây nè mấy chị nè. Cái này em có màu xám nè mấy chị nè. Màu đỏ mặn á mấy chị, đỏ mặn nha. Này là màu hồng cam nè. Và cái này là màu hồng nhạt nhạt nữa đó mấy chị nha. Cái này chị nào lấy chốt giùm em kèm màu vô nha. 69.000, mấy chị lấy màu gì của mình màu đỏ đi mấy chị, em khỏi phải tháo ra nha. Màu xám giùm em. Màu này là màu đỏ mặn. Màu đỏ mặn này đẹp. Sao bóng bà xe chín chín tròn. Màu đỏ mặn này đẹp lắm luôn á. Coi kem màu vô cho anh nha. Này có một con chưa lan cho mấy chị. Chốt bây giờ mình đây ha. Nguyễn Kiên đủ màu. Đây con này chưa like. Em ngày mai like. Trời ơi nhìn giác ôn đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm chưa? Cái viền của nó nhũ quá mấy chị nè. Trời ơi chắc đã lắm luôn. Siêu đã luôn nha. Nguyễn Kiên mỗi mỗi màu hai cái. Rồi có gì anh chốt đấy còn nữa. Để nó nè. Ui tình nhớ đau đầu lắm. Hồng nhạc cho Nguyễn Loan. Thôi bỏ đi thôi đi. Mới bỏ đi. Bỏ vô mưa lộng. Bỏ chung vô mưa bỏ giá. Rồi cái này ghi em mã nhũ giùm em nè mấy chị. Nhũ nha. Dán ô bông. Dán ô bông rất là đẹp luôn đây nè. Nó đơn giản nha mấy chị ơi nha, kiểu đơn giản nha, kiểu mà dạng như là ôm ôm cho mấy chị. Đỏ mặn cho Loan Ly. Rất là đơn giản luôn, chờ lấy chút em mã đen, chút đen giùm em ha. Khi em mã đen đơn giản giùm cho Hải nha. Tôi cho mấy chị một cái set này nè.
Xám Trương Loan. Cái này phải có size M này chị. M này là 100. Chị nào ghé lấy thì chị thứ năm ghé lấy với em với chị ha. Cái này là 145.000, chào lấy chỗ em mà set 145 giùm em size M. Size M nha, cái này còn được 4 set cuối cùng luôn. Đen cho Nguyễn Quỳnh Như. Đen là áo này đơn giản mà lên đẹp lắm, dáng ôm ôm á mấy chị. Rồi cái này ghi em mã set giùm em ha. Đen set như Nguyễn Quỳnh Như. 45.000 có sỉ giùm em, set này lấy đi nha. Mấy bạn bán, mấy bạn đi nhập sỉ thử đi, phải hàng 180 190 hay không. Nha, ai bán cho chị 145.000 hãy bao cho mấy chị nhập. Rẻ, giá sỉ rẻ được 50-60.000 luôn. Nha mấy chị yêu nha. Đừng nói giá lẻ nha, giá lẻ là tất nhiên phải rẻ hơn tầm khoảng 100-230. Nha mấy chị yêu nha. Rồi size M giùm em, chờ lấy cho em mã set giùm em. Set size M giùm cho Hải nha, một con áo này mấy chị. Một con áo dạ nha mấy chị yêu nha, kèm cho mấy chị một cái quần dạ luôn. 145.000 có sỉ giùm cho Hải nha. Size M, size M cho Hải nha mấy chị yêu nha. Hãy có cho mấy chị được mấy set thôi. Chờ lấy thì chốt giùm em. Được 4 set mấy chị. 4 xế chạy nha, 145.000. Rồi lấy thì chốt đi giùm em. Kim em mã 145 giùm em. Ủa giờ mới 10 rưỡi hả? Xếp 145 lên giúp em ạ. Đây xếp này 89.000 nè. Này bán hơi bị, hơi bị mà dạng như là giá mà giá tặng, giá mà khi ăn mà sốc luôn á. Khi ăn sốc luôn nha. 89.000 nè, chốt giùm em mà 89.000 giùm em. Sốc ơi là sốc luôn. Dạng như phải gọi là đỉnh luôn á đó mấy chị. 89.000 giùm em nè. Ghi giùm em ha. Chốt giùm em mã này là mã 89.000 giùm em. Cái này là em tặng 89.000 ha. Chờ lấy thì chốt nhanh giùm em nè. Nguyên một cái set u mì đó mấy chị. Chắc đã lắm luôn. 55 cái đổ làm em ok giùm em. 89.000 siêu rẻ nha. Đây. Nguyên set chạy luôn. Cái này là quần, quần cho mấy chị nè. Coi chờ lấy thì chốt giùm em mà set 89.000 lên giùm em luôn vậy. Hàng của nó này mấy chị. Nhìn cái chất này nó phồng lên luôn nè. Đây nha mấy chị yêu nha, con này là hàng hết rồi đó mấy chị. Này bán tặng cho mấy chị 89.000, cái này là em nhập vô trên giá rồi đó. Em có 5 set này em tặng luôn mấy chị 89.000 luôn nè. Ghi liền em ha, cho em mà set 89.000. Set 89.000, set cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi 79.000 dùm em nè. Cho em mà áo 79.000 dùm em. Áo quên, áo này là 89.000 có sỉ nè. Rồi cái này chị là lấy chốt liền em mà áo 89.000 dùm em. Kim em mà áo 89.000. Đây. Và cái này kim em mà áo Hương Phan. Kim em mà áo nha mấy chị yêu nha, 89.000 dùm cho. Sẽ 89 cho Lê Rốt. Và cái này kim em mà áo 89 cho khỏi nhầm. Áo 89 nha, chờ lấy xếp thì chút xếp, chờ lấy áo chút áo cho khỏi nhầm mấy chị. Áo 89.000 có sỉ dùm em. 4 cái nè. Xe tâm đi cho Nguyễn Lan Anh. Trời ơi, 89.000 chút em mã đen. Cái này lấy nha mấy chết. Cái này em like màu màu à. Em like cho mấy chị màu đỏ rồi đó. Mấy chị lấy màu đen đi, con này đẹp lắm luôn. Mặc lên thì bị đỉnh luôn á, tay bồn nè. Cho em mã áo đen 89.000 giùm em, con này đẹp lắm nha. Con này siêu đẹp luôn, cổ rất là đẹp đó mấy chị. Cái cổ này giống cái cổ màu trắng lúc nãy hãy mặc đó. Nhưng mấy chịu nha, cho em mã áo nhung đen giùm em này 89.000 có sỉ nè. Trời ơi, áo này rất là đẹp luôn. Áo hãy mặc là 69.000 đó mấy chị. Áo lên cho Nguyễn Quỳnh Như. Áo lên cho Nguyễn Kiên. Rồi cái này ghi em mã áo đen 89.000, con này đẹp lắm nha. Đen 89 giùm em, chốt em mã đen nhung chạy cũng được. Ghi em mã đen nhung cho khỏi nhầm nha, đen nhung 89. Áo 89 cho lũ Bùi Phương Chi. Ghi em mã đen nhung cho khỏi nhầm nha. Áo 89 cho Nguyễn Kiên. Chốt em mã áo đen nhung giùm em 89.000. Rồi cái này ghi liền em mã số 1 giùm em ha, 89.000 giùm em cho khỏi lên. Đen 89 giùm Ngân Thu. Rồi mã 1 giùm em 89.000, chờ lấy cho em mã đen nhung cho khỏi nhầm, đen nhung nó đẹp lắm luôn đó. Đen nhung nó hôm qua lại màu đỏ. Rồi cái này ghi liền em mã số 1. Chờ lấy đen nhung lên, mã đen nhung với em ạ. Rồi cái này ghi em mã số 1 giùm em ha, 89.000.
Mã 1 giùm em 89.000 nguyên set luôn. Bao rẻ cho mấy chị cái set này luôn. Hàng theo này mấy chị này, không phải là hàng in nha. Lưu ý giùm em nha. Em bán mấy chị 89.000 em bao giá luôn. Kim em mã số 1 giùm em 89.000 giùm em. Chạy 89.000 cho hải nha. Rồi xét bánh bèo. Kim em mã 1 89.000. Rồi 89 cho Nguyễn Quỳnh Tư. 89 cho chị áo nhung đen, cho chị Phạm Thị Hồng Thương. Cưng chưa? Này bán luôn mấy chị 89.000 luôn chứ không em ạ. Mã số 2 giùm em. Em đen 89 cho Phạm Thị Hồng Thương. Cái này em mã số 2 nha, 89.000. Cái này cưng chưa mấy chị? Cái này hàng cao lắm đúng không? Mã số 2 giùm em nha, 89.000. 55kg đủ làm em ok mấy chị. Số 1 89 cho khoảng lần. Rồi cái này em mã số 2 89.000 giùm em. Mã 2 giùm em ha, 89.000 giùm chả nha. Chúc em mã số 2 89.000. Số 1 89.000 cho Nguyên Nguyên. Mã số 2 này dễ thương lắm nè. Cố gắng chờ đủ đơn cho 100.000 để thứ 5 em đi luôn mấy chị nhỉ. Số 2 89.000 cho Ngọc Phạm. Mã số 3 giùm em ha, 89.000 có sỉ nè. Chúc em mã số 3 hàng cao bao nha. Đây. Mã số 3 số này 2, là hàng. Số 2 89.000 cho Nguyễn Quỳnh Như hai bộ. Mã số 3 này là bữa trước hãy có like cho mấy chị màu tím rồi. Hôm qua mới like màu tím á. Cái này là màu trắng nha mấy chị nha. Màu trắng giùm em 89.000 có sỉ cho em mã số 3 giùm em. Vải rất là đẹp nha. Vải siêu đẹp cho Hải luôn đó. Mấy chị số 2 cho Nguyệt Nhi. Rồi cái này ghi em mã số 3 giùm em. Áo 89 giùm em. Cái này xinh quá trời luôn. Số 2 cho Minh Khoa Châu. Ghi em mã số 3 nha, 89.000 giùm em. Đi mấy chị ơi, cái set này, cái set này 89.000 mà sao lại không chốt hết. Số 3 89 cho Nguyễn Quỳnh Như. Nghe mấy chị ơi, cái set này đẹp lắm luôn ý. Trời ơi, mình cầm trên tay mình giống như hàng mình mua 300 mấy ngàn ngồi đó. Thì ôm rẻ bán rẻ cho mấy chị đó. Mã 1 89.000 này còn 2 set nè. Trời ơi, này đẹp lắm luôn á. Rồi cái này chị lấy chốt giùm em nè, thật luôn ấy. Cái set này 89.000 mấy chị mua về mặc đi mấy chị ơi. Bây giờ nó rẻ, mấy chị cứ để ý đi tầm cỡ tháng nữa thôi là mình đi lấy rất là cao luôn. Không có giá 89.000 đâu, tiền chứ không phải là rơi tầm khoảng giá là 120, 130 một set đó mấy chị. Nói thật nha, không phải là nói mà để mấy chị mua đâu. Nha, yeah, chốt em mã này mấy chị ơi. Mã set giùm em, mã số 1 89.000. Set mã số 1 89.000 cho Cẩm Vân. Giùm em mã set mã số 1 89.000 giùm em. Rồi áo này em có 3 con nè. Số 1 89.000 cho Châu Hải. Và cái này em có 3 con nè mấy chị, 39.000 nè. Chốt em mã áo 39, em có 3 con thôi nha. Em có 3 con duy nhất em bán tặng mấy chị 39.000. Chúc em mã tặng 39.000 có 3 con. Tặng 39 giùm em. Chúc em mã tặng 39 nha. Tặng 39.000 em có cho mấy chị được 3 con nè mấy chị. Kim em mã tặng giùm em ha, 39.000 giùm chị. Tặng 39 nha mấy chị yêu nha. Và áo này mấy chị ơi, 89.000 em có cho mấy chị màu à. Màu này là màu kem kem vàng vàng ha. Chúc em mã áo 89.000, màu này là màu vàng vàng kem kem rất là đẹp luôn. Đây này. Màu của nó đẹp lắm luôn á. Chúc em mã này là mã số 4 giùm em, 89.000 giùm em. Mã số 4 89.000 có sỉ giùm em, có 3 con thôi này mấy chị. Giùm em mã số 4. Còn quần sọt đùi. Áo 39 cho Mai Thủy. Áo 39 cho Nguyễn Kim Nhung. Áo 39 cho Lê Hùng. Cho cái này ghi liền em mã số 4 giùm em, 89.000 giùm em. Ghi em mã số 4 nha, 89.000, xinh lắm luôn. Cái này đẹp quá mấy chị. Mãi của nó đi.
Đẹp chưa? Nhìn cái vải lên mã số 4 89.000 giùm em được. Cái vải tao bao nó đẹp mấy chị. Kim em mã số 4 giùm em 89.000. Nó giống hồi cái con màu trắng lúc nãy á mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Chờ lấy thì chốt đi giùm em mã áo 89.000 có 3 con duy nhất này. 3 con nha, chờ lấy thì chốt đi giùm em. Kim em mã áo 89.000 giùm em ạ. Kim em mã số 4 giùm mấy chị yêu nha. Chốt em mã số 4 89.000 giùm em. Mã 4 cho hả nha, 89.000. Rồi cái này là nguyên set 89 ta. Nguyên set này 89.000 có sỉ đúng không? Có được 2 set cuối cùng nha mấy chị nha. Ghi liền em mà set caro 89.000. Phô mấy chị 55 kg đổ lại mình ok. Mấy chị lấy set này mang đi mấy chị. Một cái áo crop top kèm cho mấy chị một cái quần. Cái này mấy chị mua được nguyên set mà mấy chị có thể tách riêng ra mặc đẹp luôn cho Hải luôn ha. Ghi liền em cái mã này là mã set caro giùm em nha. 89.000 có sỉ nha mấy chị nha. Hàng này mấy chị nè, đợt đó là em đi sỉ vô giá là 115.000 một set. Nha mấy chị nha. Đợt này kho như còn ít lắm mấy chị nên là người ta sale quá, em ôm hết luôn cho mấy chị luôn. Em like còn đúng 3 set cuối cùng rồi mấy chị. À còn 2 set chứ mấy chị. 2 set nha mấy chị nha. Ghim em mà set caro giùm em 89.000 có sỉ dùng cho Hải nha mấy chị nha. Form này 55 cái đủ lạnh em ok giùm em. 55 cái đổ lạnh em ok nha. Cho em mà set caro 89.000. Set caro 89.000 cho Cẩm Vân. Caro 89.000 nha mấy chị nha. Cho em mã set caro 89.000. Cho lấy cái mã set caro 89.000 cho em cho Lê Hùng. Rồi cái này là set 3 món nè mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mã set 3 món dùm cho Hải nha. Set 3 món cho em nè mấy tình yêu ơi. Giá là... Ôi set 3 món mà cái quần đâu rồi. Rồi cái này là set 3 món dùm em nè mấy chị. 99.000 có sỉ dùm em. Đây. Cái là set 3 món này đẹp lắm nha. Đẹp quá. Set 3 món 99.000 giùm em ạ. À. Đây, em sẽ like cho mấy chị xem nha. Dành cho mấy chị nào mà chưa chốt được cái set này nè. Thật sự luôn là em về mấy chị nè. Đó là nhiều lúc em không biết mấy chị. Nhiều lúc mà tưởng đâu có 10 set. Một xíu thành ra 20 set, xong một xíu thành ra 30 set. Đây nè mấy chị nè. Set 3 món dùm em ha. Một con áo ghi lê bên ngoài cho mình nè. Một con áo dày tay như thế này nha mấy chị nha. Xong kèm cho mình một cái quần như thế này. Giá là 99.000 có sỉ giùm em. Giờ lấy cho em mà set 31 form này cho mấy chị 58 kg đổ lại mình ok giùm em ha. Set này đẹp lắm mấy chị. Ít bữa vô mùa mình có thể có phối cái ghi lê này với cái áo len dày tay cũng đẹp. Hoặc là mình phối với lại sơ mi á mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi em mà set 34 dùng cho Hải nha. 99.000 có sỉ dùng cho Hải mấy chị nè. Đây set 34 giùm em ha. Một con ghi lê này kèm cho mấy chị áo dày tay, kèm mấy chị một cái quần ha. Rồi lấy thì chốt liền em mà set 34 giùm em. 99.000 giùm. Set 34 99.000 là giùm em mấy chị ạ. Em mà set 34 nha Hải nha mấy chị yêu ơi, 99.000 đẹp lắm. Còn 2 set à. Set 34 mấy chị ạ, 99.000 ạ. Kim em mà set 34 nha. Rồi cái này hãy có cho mấy chị nè, set này là 79.000 có sỉ còn 2 set cuối cùng. À còn vớ đen không chị ơi, bao nhiêu? 15.000 một cái. 15.000 một cái. Cái là 89. Số 34 99.000 cho Hạnh My Nguyễn. Đây mấy chị ơi. Này là set caro 79.000 có sỉ giùm em. Này là bán tặng đó, 79.000. Tiền mãi con cũng ở trên rồi, người ta sẽ. Số 34 99.000 cho Thùy Dung Nguyễn. Số 34 99.000 cho Ngọc Thương Đỗ. Rồi cái gì em mà set caro, set vest giùm em ha. Cái set tắt lúc nãy rồi. Đây set tắt đây mấy chị ơi, 15.000. 15.000 một cái nha. Cái này mấy chị chốt đi mấy chị. Giờ thì mua được rẻ, hết bữa vô mùa toàn 80.000 một cái thôi. Mặc luôn ấy, toàn vô mùa toàn 80.000 một cái. Số 79 cho Cẩm Vân. Nha, yeah, toàn 80.000 một em. Cái này lúc nãy có một cái gì ở đây này mấy chị nè, toàn 80.000. Sao rồi bây giờ mình mua rẻ được á mấy chị, mua rẻ mình cứ mua về để dành mấy chị nha. Cái thể thao 165 hãy hết rồi chị ơi, để bữa nào hãy về lại nha. Xích xanh còn nè, 79 còn xếp cho chị 79 cho Hoàng Đăng Ninh. Đây nè mấy chị, mua xích tắc đi mấy chị. Xích tắc này mấy chị vô mùa mấy chị mang đẹp lắm luôn á nha. Cái này em bán mấy chị 15.000 một cái, em bao rẻ cho mấy chị luôn ấy. Bao rẻ nha mấy chị nha. Cái này là màu đen dùng cho Hải nha mấy chị nha. 15.000 một set như thế này.
Trời ơi không có đâu bán luôn á, xếp tắt mà 15 ngàn thì không bao giờ có nha. Mấy chị cứ thử đi, mấy chị hàng này cũng phải là hàng hay. Mấy chị đi mua thì nhất phải 60-70 ngàn một cái á, nhưng mấy chịu nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt giùm em nè mấy chị nè. Cái liềm em nha mấy chị nha, quần tắt giùm em 15 ngàn một cái nha. 15 ngàn một cái nha, chiều lấy thì chốt đi giùm em. Cái này là, cái này mấy chị chốt đi mấy chị. Cái này em chốt gì nào có đơn nha. Có đơn em mới bỏ vô nha, cả năng mông luôn nè. Cái này có cả năng mông cho mình phía sau luôn. Xếp tóc 2 xếp, 15 cho Miam nha. Năng mông luôn nè, thấy không mấy chị ơi. Kim em nha mấy chị nha. Không, cái này em có màu đen thôi mấy chị, coi giãn cho mình. Coi giãn nha, cái này mua đi mấy chị. Màu đen thôi nha, không có màu đâu mấy chị ơi, một màu đen thôi. Em đa số em thấy người ta toàn màu đen hàng. Mấy chị nè, vô mùa mình toàn màu đen không à. Rồi kim em là xếp tóc giùm em, màu đen. Đón thằng tóc cho Nguyễn Quỳnh Nhơn. Hay là chị 79 nó lúc nãy là S và L đều mang được hết chị. Nó có lưng chung ở phía sau á. Kim em ở quần tóc giùm em 15 ngàn một cái mấy chị ơi, mua về mang đi mấy chị. Hết bữa mình để dành nó vô mùa đông mấy chị. Bán sao nam xét. Rồi quần chip giùm em nè mấy chị, quần chip ra, quần chip. À đem lên cho mấy chị cái kéo nha, em bán tặng đó, em đem về nó rẻ nè, em về cho mấy chị em tặng cho mấy chị để được em xếp. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Còn áo ren trắng không chị ơi? Chị Nguyệt Đạo còn áo ren trắng này. Không chị ơi? Áo ren trắng là áo ren gì ta? Áo ren hay là cái áo này? Này còn con nè. Áo này là thêm một đôi nữa là ba đôi nè, em mới bấm cho ai rồi. Nhưng chưa ra hả? Cái lẫn chưa ra hả? Cho chị Nguyệt Nguyệt Đặng thêm một đôi chưa? Ngọc Tuyền chưa? Ngọc Tuyền Cẩm Vân chưa? Nguyên đằng tổng 3 cái chưa? Mấy chị ơi, chị nào mà không có đơn á, hãy không chốt mấy chị ơi. Một đôi tắc hãy không chốt. Bé em pha em chốt chưa? Rồi đây mấy chị ơi, cái này là set 2469 ngàn nè. Em còn được 2 set cuối cùng đó. Mấy chị lấy gì chốt giùm em ha. Cái set này hả chị? Tắc 3 đôi cho Hoàng Đăng Ninh. Cái này hả chị ơi? 69 ngàn, chào lấy chốt em mà set 2469 ngàn giùm em. Một cái áo babido này mấy chị, kèm cái áo lưới bên trong, mà cái áo lưới của nó cũng là foam. Mấy chị thấy cái foam của nó không? Đây nè. Hai tấc cho Nguyễn Lan Anh. Rồi chờ lấy chốt giùm em ha. Kim em mã áo giùm em 69 ngàn có sỉ giùm em. Nguyễn Kim Nhung một đôi. Kim em mã áo 69 ngàn có sỉ giùm chạy nha. Kim em mã áo 69 ngàn giùm em. Rồi em lên cho mấy chị cái quần chip á, mấy chị lấy đi nha. Quần chip này là hết rồi. Quần chip này nếu hơi còn mấy đất. Trời có người hơi đâu nó. Có cái gì nào có đơn nha mấy chị không nha. Chứ tắt mà bán 15 ngàn một đôi. Đó sao trên chỗ gì à, Thu Hoa? 15 ngàn một đôi là không có, không phải là nhập 2-3 ngàn đâu nha. Cũng không có nhập được 10 ngàn đâu mấy chị. Em nhập tóc 5 đô cho Hiền Cam 12 ngàn tiền ship về nữa. Tính ra cũng quá trời rồi. Rồi cái này kim em ở quần chip giùm em. Anh kia mở cái điện thoại của em. Cái điện thoại của em anh cầm à, đây em cho mấy chị xem rồi. Quần chip nha. Quần chip là chủng hàng luôn. Chủng hàng bạn kia bán 200 mấy luôn ấy. Tóc cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Em bán cho mấy chị giá là 75 ngàn một hộp, 5 cái nha, 5 cái luôn ấy. Kiếm nha, chèo lấy thì chốt đi giùm em. Ok, Nguyễn Kim Dung nha. Rồi cái này chèo lấy chip thì chốt chip giùm em nè mấy chị nè. Em cho mấy chị xem ha, tem mát giống hệt nhà Hải luôn, hộp cũng giống luôn nha mấy chị nha. Không sai một xíu nào hết luôn. Em bán mấy chị 75 ngàn một set 5 cái nha. Nhìn chất này mấy chị nè, nhìn tem mát luôn nha mấy chị nha. Đây này mấy chị nè, chủng hàng mấy bạn bán 200 mấy ngàn một set luôn ấy. Em bán cho mấy chị giá là 75 ngàn một set nha. Siêu rẻ luôn, mấy chị mua 2 set về để dành mang đi. Em cho mấy chị nhìn cái foam này mấy chị nè. Cái foam chip mặt rất là sướng nha mấy chị nha. Nhìn đây nè, mấy chị thấy không? Nó co giãn đã lắm luôn mấy chị nha mấy chị nha. 69 ngàn giùm em nè. Chị nào con gái mua cho con gái cũng được nha mấy chị nha. Đây nè,
nguyên set đấy mấy chị nha, mấy chị yêu nha. 69.000, à quên, em bán mấy chị 75.000, em nói nhầm, 75.000 một set nha, 5 cái mấy chị. 75.000 một set 5 cái như thế này nha mấy chị yêu nha. Nên mình lên nhanh nha mấy chị yêu nha. Mấy set em? Còn 13 set nữa. Còn 13 set nữa thôi mấy chị ơi. 13 set cuối cùng nữa hết nha mấy chị yêu nha. Đó, nên là mấy chị tranh thủ chốt đi. 13 set nữa hết đó mấy chị. Nên là lấy đi nha mấy chị yêu nha. Chip cho Nam Trương Nguyễn. Em mã set chip giùm em. Em còn 13 set. 13 set thôi. 13 set nha, cho 13 chị đó là hết. Cho 5 hộp cho Phương Trần. À cái này, ê, set chip này bầu mang đẹp nè. Bầu mang đã lắm luôn á. Set chip cho Kim Thư Nguyễn. Kim em mã set chip mấy chị. Hai set chip cho Mia Mia. Âm đẹp. Đây là hết rồi đó. Cái gì đó, chip à, tắt à. Cái là thiếu à. Thấy là tắt. Ừ. Cho có người không có đủ đơn. Ừ, có nhiều người có mua, có được có mấy set mà. Thế chip cho Kim Phương Nguyễn Thị. Mà tắt đó mua 5 set cũng không có chip đâu, tại vì chị không có được có. Chip cho Song Ngư. Không lẽ lãi được 5.000. Còn 2 set chốt cho chị ạ. Nguyễn Quỳnh Như luôn chị ha, 2 set thôi chị ha, hết rồi. Rồi cái này ghi em mà set caro giùm em nè, 79.000 có sỉ nè mấy chị. Mua mấy cái set này về đi mấy chị. Chị nào mà, nói chung là mấy chị nào mà kiểu giống như là mình thích mặc mà nguyên set đó mấy chị nè. Về mình tách riêng ra mình mặc cũng đẹp luôn cho Hải luôn. Cái này nó có quần bên trong cho mình nha, có quần bên trong cho Hải luôn mấy chị nè. Ở đây nó có nè mấy chị. Lưng phía sau là chung này mấy chị, cứ nghĩ đi, SML men ok giùm em. Khóa kéo giọt nước ở bên hông này mấy chị. Mà chỉ có cho mấy chị là giá là 79.000 một set caro này có sỉ á, rất là đẹp nha. Nhiều bạn bữa trước, nhiều bạn hỏi Hải là cái này. Cái bạn gì quên rồi, mới đây nè mấy chị, hôm qua nè mấy chị nè. Nhắn tin Hải hỏi Hải ơi cái set này sỉ bao nhiêu, em nói là sỉ 69.000, bạn kêu trời, Hải ơi chị mới vừa đi nhập giá là 95.000 luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Tan mát giống hệt như vậy. Thôi mà sẽ chết rồi mấy chị nha. Nha mấy chị yêu nha. Tai mát giống hệt như vậy luôn. Giá là em bán mấy chị 79.000 có sỉ đó mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Form này mấy chị nè. Chân váy này mình mang vì mình tách riêng ra mình mang cũng đẹp mấy chị nè. Đây nha mấy chị yêu nha. Chờ lấy chốt đi giùm em mà set caro dùng chạy mấy chị. Set caro nha mấy chị yêu nha. 79.000. Một con áo cổ vest này mấy chị. Dán cà rốt tốt giùm em ha. Nút rất là đẹp luôn. Chờ lấy chốt em mà set caro 79.000 giùm em. Mấy chị mua cái set caro này đi mấy chị. Rất là đẹp luôn. Chờ lấy chốt em mà set caro dùng chạy. Em lấy chị mấy cái kéo đó. Ừ, em có được set chip không anh ơi? Chip phải hết rồi mấy không chị. Không có Nguyễn Kim Dung mới set caro mà đến ngày thì Dung Nguyễn. Cái này em lên cho mấy chị một cái mã này nha. Cái này là bạn em nhờ bán giùm á, nhưng mà bạn em nhờ bán giùm nha, nhưng mà cái này bạn kia nhập tới giá là hình như là nhập vô tới 50 mấy ngàn một cái á. Cái này nhờ em bán giùm nên là em bán lỗ luôn nha mấy chị nha. Cái này cái kéo mấy chị. Nhưng mà hàng này là hàng Nhật á mấy chị. Hàng Nhật nha, em bán giùm thôi mấy chị. Đây là mấy chị nào lấy giùm thì lấy giùm em ha, siêu rẻ luôn. Sơ caro 79.000 cho Nguyệt Nhi. Đây cái này là kéo Nhật mấy chị mà nó bắn lắm luôn á. Đây cái này nha mấy chị nha. Cái này em bán tặng cho mấy chị giá là 39.000 một cái á. Cái này là hàng Nhật nha mấy chị nha. Cái này đang ngồi mấy chị mua cũng 80.000 một cái rồi. 80.000 nha mấy chị nha. Cái này do là em lấy về dùng á. Cái này đã lắm luôn, cái này em bán mấy chị 39.000 ha. Cái này em bán giùm cho bạn em á. Nên là mấy chị nào lấy thì lấy giùm em ha. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị. 39.000 ha mấy chị nha. Cái này cái kéo mấy chị nhìn ở đây nè. Mấy chị nó là made in Japan nè mấy chị. Là hàng Nhật đó mấy chị. Hàng Nhật nha mấy chị nha. Cái này chị nào mà dạng như là gia dụng này kia mấy chị. Vì mình xài nha mấy chị nha. Mình không có mua. Bình thường nhà cũng mua hay mua kéo lắm mấy chị. Hãy mua toàn 60.000, 70.000 một cái nha. Trời kéo thì chút kéo giùm em. Ghi em mã kéo nha mấy chị nha. Giá là 39.000 một cái nha mấy chị nha. 39.000. Cái hàng này đã lắm mấy chị. Hàng Nhật này mấy chị. Made in Japan này mấy chị nè. Mà nó bắn lắm luôn á nha. Sướng lắm luôn. Chờ lấy thì chốt tìm em nha mấy chị nha. 39.000 một cái kéo. Chờ lấy chốt cho em bán siêu rẻ cho mình luôn á. Cái này thôi để mình xài luôn. Rồi ghi liền em mã kéo. Kéo 39 cho hàng Đăng Ninh. Chốt em mã kéo 39.000. Thật sự luôn á mấy chị. Tài xuống. Kéo 39 cho Trần Thị Tú Trinh. Đây này, cái này là hàng Nhật á mấy chị, chứ không phải là hàng của. Đây này mấy chị. Kéo 39 cho Trần Bảo Như. Made in Japan này mấy chị nè. Kéo 39 cho Hoàng Ngân. Nha mấy chị nha. Chờ lấy chốt thì em mã kéo giùm em 39.000. Cái này em bán tặng giùm đó mấy chị. Nói chung là bạn em lỗ 20-30.000 rồi đó. Kéo 39 cho Nhật Minh. Nha, em bán giùm đây này, em bán luôn. Ghi em mã kéo giùm em. Chúc em mã kéo nha mấy chị nha. Kéo dùng cho Hải mấy chị ơi.
chút nhanh giùm em mã kéo nha, em bán cho mấy chị luôn 39.000 nha mấy chị yêu nha. Hai kéo 39 gì, chân chân 790. Nó khác với kéo mình luôn nha. Nè. Nè em cầm thử đi, nó nặng tay đúng không? Đúng không? Nhìn nè. Và kia em mã kéo nha mấy chị yêu nha. Chút hai kéo 39 nha mấy chị yêu nha. Ờ cắt xương rồi á. Nhìn nó bắn lắm luôn nha, nhìn nó nhìn nhìn mà nó nặng tay nữa. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt liền em mấy chị ơi. Cái này là mấy chị ơi nhìn sướng lắm luôn ấy. Ghi em mã kéo giùm kéo em mấy chị mã kéo nè. Mua giùm cho bạn đi mấy chị. Kéo rồi cái này ghi liền em mã kéo. Em này em dùng tay trái mấy chị ơi. Kéo này bắn lắm luôn ấy. Rồi ghi em mã kéo nha mấy chị yêu nha. Kéo cho Nguyệt Đặng. Nè mấy chị này, nhìn cái quy của nó này. Yên nha. Ok thí vi nha. Hàng xịn lắm luôn ấy nha. Rồi chờ lấy chút em mặc kéo giùm em. Kim em mặc kéo nha. Kéo nha, cái này để mình xài luôn. À còn bút mắt không chị Hải ơi. Mấy cái hàng đó hãy hết rồi mấy chị. Nha mấy chị yêu nha, hãy hết rồi. Mấy chị lấy kéo thì chút kéo giùm em nha. 39.000 một à. Chị ơi còn set 145 không. Rồi kim em mặc kéo giùm em nha. Một à, 39.000. Chị nào mà ghé lấy thì mấy chị ghé lấy cho em nha, không cần phải lên được. Nó hãy ơi cho chị cái kéo lại đưa cho mấy chị thôi. Nè, ai cái này kéo này như là cắt xương này kia. Cắt xương này kia luôn mấy chị, chứ không phải là để mình nói chung mà mình kéo cho Nguyễn Lan. Cái kéo này nhìn nó cứng cáp lắm mấy chị, cứng cáp lắm luôn nha. Nhìn kiểu giống như là mình cắt xương, cắt đồ này kia luôn á mấy chị. Không phải là hàng mà nó cắt nhẹ tổn đâu, cái con này cắt nè. Nhìn nặng tay lắm luôn ấy. Nè, cái này là hàng Nhật á. Tao chờ lấy kéo thì chút kéo giùm em ha. Đây cái set 145.000 em còn được hai cái này màu này. Chỉ còn màu rồng đây. Còn được hai màu này thôi, cho hết luôn. Đây cái này chỉ còn màu trắng nè, màu trắng với màu hồng nha, lấy màu nào của mình màu đó xay mờ giùm em. 145.000 nha, 145 dùng cho Hải này. Chờ lấy thì chốt liền em mã 145. Mấy chị cái này kèm màu vô cho Hải nha. Kèm màu vô mấy chị ơi lên à, áo lên hoa like chưa chị Hải ơi, like hết sạch sẽ luôn rồi em. Không còn cái nào luôn rồi đây. Không còn cái nào luôn, chị còn được mấy cái này nè. Màu xanh nè. Lấy thì báo chị nha, cái này chị lấy nhiều quá. Đây nè. À, cái này là màu xanh nha. Đây nè. Màu xanh nè. Ok, Trang Lê có rồi chị. Đây nè mấy chị nè. Mấy chị ơi, mấy chị có thích đồ gia dụng không? Mấy chị có thích mấy cái đồ gia dụng á? Tại vì là bạn em nó là kho mấy chị. Nên chị nào thích đó thì nói em lấy giùm cho nha. Nói chung là giá rẻ á mấy chị, chứ không phải là đắt nha. Không có bị mắc như ở ngoài đâu mấy chị nha. Áo em đang mặc á, áo em đang mặc là 69.000. Lụa dày tay không chị ơi? Lụa dày tay bên em có mấy chị mà em không có lên được nha. Rồi cái này chị lấy cho em mã xanh giùm em, 69.000 giùm em nè. Xanh 69.000 nha, cái này em còn được 3 con cuối cùng là em hết sạch luôn đó mấy chị nha. Mấy cái hàng này theo nè, mấy chị nhìn từng cái khuyên nút của nó là mấy chị biết hàng luôn á nha. Và cái này là nút thật cho Hải nha, nút thật hết luôn ấy. Rồi chị lấy thì chốt giùm em mã này mấy chị. Kim em mã áo xanh giùm em ha, 69.000 giùm em. Chốt em mã xanh 69.000. Xanh 69.000 giùm em, có 3 con nữa. À, 2 con thôi mấy chị. Xanh 69.000 cho chị Hồi Hồi. 2 con thôi, 2 con thôi nha. Xanh 69.000 cho Song Ngư. Nè, cái này đẹp nè mấy chị ơi. Cái này mỗi mã nó có một con thôi nè. Lấy thì chốt nha. Chốt là thôi nha. Đây, chị nào lấy thì chốt đi giùm em mã hồng. Sọc hồng giùm em. Cho em một set màu kem nhé. Cho con lên sọc trên ghế này chưa? Chưa. Đó rồi cái em sọc kem nè. Đây, cần gì nè. Nè, con này có một con duy nhất nha. Cho bạn nào chốt nhanh thì được hè. Đây mấy chị nhìn cái nút của nó bên trong nó có cái hoa này. Cái nút của nó có cái hoa. Số 145 cho chị Ngọc Thư. Đây nè mấy chị nè. Nó có cái hoa nha. Chị lấy chốt đi em. Xanh là ông bé hay người lớn mẹ em. Người lớn chị ơi. Người lớn. Rồi, áo em mặc mà sọc xanh nè. Chờ lấy cái mẹ mà sọc xanh giùm em. Sao hồng 69 giờ Gloria chưa? Sao cái này ghi em mã sọc xanh giùm em, 69.000 giùm em nè. Sọc xanh 69.000 giống hồi Thải mang luôn mà màu sọc xanh nha. Hãy có cho mấy chị hai con nè. Sọc xanh 69.000 giùm ra. Cái
này là nút sọc đó mấy chị, mình có thể mở ra được luôn. Chờ lấy chút em mã sọc xanh em nha mấy chị yêu nha, kim em mã sọc xanh giùm em. Chị Thiên Nguyên này chưa đủ đơn ha, chưa có đơn ha. Chị chưa có đơn á chị, chưa có đơn thì làm sao em sọc xanh thôi dính cho tròn tròn. Không có đơn là chưa đi được mấy chị ơi. Tăng 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 này. Hai tăng tăng mình hai tăng tăng này. Này cái bà phân bơ này bà đẹp gì đâu luôn á. Mấy chị, xanh bơ giùm em nè, đẹp chưa? Bà xanh bơ này đúng đẹp luôn, hàng theo nè. Chờ cái này ghim em mã xanh bơ giùm em. Ghim em mã xanh bơ giùm em. Chị Trần Thị Ngọc biết có khó chưa? Chị vua nhận lên kia cho nó tự nó chốt. Sao xanh sao chín cho kim ngon. Rồi cái này ghim em mã xanh bơ giùm em. Xanh bơ này đẹp nè. Rồi cái này ghim em ha, chốt liền em mấy chị ơi. Sẽ biết quần dài tầm khoảng mấy hôm nữa về nha. Em phải đợi hàng sale mấy chị ơi, chứ không 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 có về mà hàng đắt được mấy chị ơi. Chứ sáng ví dụ như 180 mấy ngàn sao em về được đúng không? Nên là em phải về sale cho mấy chị á. Mấy chị đợi em vài hôm nữa nha. Chờ lấy liền mà xanh bơ với em chơi thí quay. Em xanh bơ giùm em. Rồi cái này ghi liền em nè, mấy chị lấy con màu xanh vỏ đầu này đi, em đảm bảo mấy chị về con này luôn á. Con này chắc rất là xịn, mấy chị nhìn tới cái viên nút của nó cũng là màu xanh luôn nè. Đây nè, con này mấy chị phô mấy chị diễm mang lắm nha. Con này mình đóng vòng đẹp lắm, cái cổ nó đẹp luôn. Và cổ này là cổ nút mặt luôn nha mấy chị yêu nha. Mở nút ra được luôn nè mấy chị nè. Và con hàng này siêu xịn luôn nha mấy chị yêu nha. Mấy chị nhìn cái chất len của nó nè mấy chị nè. Cái len của nó nha mấy chị yêu nha. Cái này chị lấy thì chốt đi giùm em nè. Kim em mã xanh vỏ đậu giùm em. Xanh vỏ đậu nha mấy chị yêu nha. Xanh vỏ đậu này có 3 con. 3 con cho Hải nha. Chốt em mã xanh vỏ đậu giùm chị. Xanh vỏ đậu lên giùm em mấy chị. Xanh vỏ đậu nha mấy chị yêu nha. Giá là 69.000 giùm em. Cho em mã xanh vỏ đậu chắc đã lắm mấy chị. Đã ơi là đã luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em mã xanh vỏ đậu giùm chị. Xanh vỏ đậu chứ gì hàng cao. Nó đang mặc tiếp cho chị à chị. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị yêu nha. Mấy chị ơi chốt thủ đơn đi mấy chị ơi. Xanh vỏ đậu cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Cái lần trâu nha. Rồi cái này chờ lấy chút em mã tím giùm em nè. Rồi cái này ghi em mã tím giùm cho Hải mấy chị nè. Theo giùm cho Hải nha. Con này là bo dưới nha. Bo nha mấy chị yêu nha. Mấy chị nhận được cái két đó mấy chị à, báo em coi ok không nha mấy chị. Rồi cái này ghi liền em chứ em thấy nó xịn quá rồi đó. Rồi ghi em mã tím giùm em nè. Tím nha, nó bo dưới đây nè. Tím mấy chị hồi hồi. Cho em mã tím giùm em. Tím 69.000 giùm cho. Rồi ghi em mã tím giùm cho em ha. 69.000 giùm em. Nè mấy chị nào chưa chốt được con này mấy chị lấy nè. Lấy con này nè mấy chị. Con này lên đẹp lắm. Tiên Nguyên mã kèm luôn số điện thoại với em đi chị ơi. Nãy giờ chị chưa được mã nào hết chị hả? Và cái này ghi liền em mã trắng giùm em nè. Trắng này đẹp nè mấy chị. Lấy con trắng này đi mấy chị. Con trắng này 69.000. Mình mua hàng 69.000 mà mình mua được hàng xịn đó mấy chị. Khách mới mã kèm số điện thoại là như em đi mấy chị ơi. Và cái này ghi liền em luôn ha. Chốt liền em mã này là mã trắng giùm em. Con trắng này đẹp nha. Tai phối lưới cho mình nè. Con này xịn sò lắm luôn á, con này đẹp quá mấy chị. Tím cho Thuyên Quyên. Con này đẹp nha, chờ lấy chốt liền em. Trắng giùm em nha, 69.000. 69.000 thôi mấy chị, ôi siêu rẻ cho mình luôn. Kim em mã trắng 69.000 giùm em. Trắng xinh cho hồi hồi. Kim em mã trắng 69.000 giùm chị. Trắng 69.000 có được 4 con nữa. 4 con cho mình nha. Sáng xin cho Nguyên Nguyên. Rồi mấy chị ơi, con kem này là đẳng cấp luôn, siêu xịn luôn. Kiếm cho chị Hạnh Nguyên Nguyễn. Mấy chị lấy con kem này đi. Nút thật nha. Đây nè. Trắng cho Thùy Trang. Đẹp chưa nè. Rồi cái này chờ lấy chốt liền em màu kem. Kiếm em màu kem. Tím cho Hạnh Nguyên Nguyễn.
Và cái này em mở kem giùm em. Kem này đẹp lắm mấy chị nha. Trắng cái như Linh Nguyễn. Và cái này ghi em màu kem. Hết trắng rồi mấy chị ơi. Cái này nút thật nha, cái này về mở ra được luôn nha. Đây này. Cái này xài nút thật sướng hơn á mấy chị. Con này nhìn đơn giản quá đẹp. Từ nãy chốt vì em mở kem gì nữa. Ghi em màu kem nha, kem dùng dài. Chốt em mở kem nha. Kem dùng dài mấy chị ơi. Kem à. Kem cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Rồi cái này em có được mà ba con em tặng luôn nha mấy chị luôn ha. Rồi cái này ghi em mà tặng luôn. Rồi cái này em có hai con nè mấy chị, em tặng luôn cho mấy chị 59.000 luôn mấy chị ơi. Ghi em mà tặng 59.000 luôn. Tại đem lên một con khi ăn rồi xong em tắt like nha. Rồi cái này ghi liền em mà tặng nè mấy chị nè. Tặng giùm em ha, tặng 59.000 giùm em. Chúc em mà tặng 59 có hai con. Hai con nha, kem thân thân. Kem này còn một con cuối cùng. Kem trơn trơn. Đây mấy chị nè. Cái này chốt nhanh giùm em, tặng 59.000 giùm em. Không nói đi mấy chị luôn, hàng nhập vô giá 79.000. Rồi em tặng cho mấy chị cục này em chưa like nha. Màu dạng như là trơn, rất là đẹp luôn. Hàng xịn sò luôn. Rồi chi ăn nha. Vậy tay luôn. Rồi cái này ghi liền em mã tặng 49.000. Xong em tắt like nha. Em chi ăn cho chị nào có đơn nha. Để ngày mai, để ngày mốt em đi đơn nha mấy chị nha. Mai em còn like mấy chị. Trời ơi con này đã lắm luôn. Em ghi em mã tặng 49.000. Xong em tắt like sớm nha mấy chị nha. Chứ em mã tặng 49.000 dùm em vậy tay nè. Mà chắc đã lắm luôn ấy. Con này mặc hơi bị sướng luôn nha. Con này chưa like luôn ấy. Rồi ghi em mã tặng 49.000 cho em tắt like nha mấy chị nha. Cho em mã tặng 49.000 giùm em. Tặng 49 cho Phương Trần. Con này xinh to lắm luôn. Rồi cái liềm em mã tặng 49.000 giùm em. Về tay nha, về tay này mang sướng mấy chị ơi. Về tay này mang sướng lắm luôn ấy. Cái này ngày mai gọi mấy chị. À ngày mốt mấy chị ơi. Ngày mốt nha. Cái mẹ mã tặng 49.000 cho Dương Ngọc. Chí cái áo trắng này đẹp mấy chị ơi. Áo trắng này chắc đã lắm luôn ấy. Nhìn lên nhưng mà lên mông mấy chị mặc sướng. Mặc hơi bị sướng luôn ấy. Sao lại không lấy ta. Tặng 49 cho Nguyên Huỳnh. Trời ơi em nói mấy chị mặc cái áo này đúng sướng luôn ấy. Tặng 49 cho Ngọc Thương Đỗ. Chắc nó xịn mấy chị. Rồi cái này là bán lỗ để chi ăn đó, để cuối năm nay luôn đó. Đó về Dương Ngọc nha. Rồi cái này chị lấy cho em mã tặng 49.000 em nói thật luôn ấy. Cái áo này mà không chốt thì mặc xuống lắm. Cái này mấy chị có thể ví dụ như mình mua mấy cái yếm mà nó không có áo á mấy chị. Vì mình phối vô cũng rất là đẹp luôn á nha mấy chị nha. Hàng nãy bữa mình mặc cái áo ghi lê cũng đẹp nữa. Tùy theo mấy chị kết hợp đồ á. Mà chỉ có 49.000 thôi. Cái này là bán tặng để em tắt like đó mấy chị. Nha. Giờ lấy đi chốt cho mấy. Rồi con này có hai con cuối cùng nữa. Con này là nó giống cái con ha. Con này là con màu đỏ lúc nãy dành quá trời dành luôn. Còn kéo con lấy em cái. Ok chị Ngọc Linh. Nè mấy chị ơi, áo á. Áo này lúc nãy bạn nào không chốt được nè, 69.000 chốt em mã đỏ, 69.000 có con nè. Bây giờ có like mấy chị có không chốt chứ phải. Tặng 49 cho Trang Anh. Rồi cái này ghi em mã đỏ, 69.000. Tặng 49 cho Văn Hồng. Đỏ 69.000 giùm em có con nè. Rồi kem 69.000 có con nè, cái này mỗi mã có một con. Đây, cái này là kem. Áo kem nha, áo kem là giống con áo trắng lúc nãy hãy mang đó mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em màu đỏ nè mấy chị nè. Đỏ này có một con áo nhún nè, 69.000 nè. Kem 69.000 có một con luôn. Chờ lấy thì chốt nhanh dùm em nha. Ghi dùm em đi mấy chị ơi, lên nhanh ha. Chốt em kèm màu dùm em. Đỏ 69 nè. Đỏ 69 lên giùm em ạ. Con kem 69 là giống cái con trắng lúc nãy hãy mang, để lại hãy mang nè. Nha, mình sẽ nhượng cái mặt lại nè. Nè, giống cái con
con trắng lúc nãy hãy mặc rồi á, cái này là của Hải rồi đó. Bây giờ lấy kem, mình có kem gì nè, cái này để cho con màu trắng. Đợi xin như Giang rồi, kem xin như hồi hồi. Rồi cái này em lên cho mấy chị cái kéo ha, lên là kéo gì nào cháu thì chốt nha, xong em tắt like nha. Bây giờ lấy kéo thì chốt kéo giùm em nè. Kéo dùng cho Hải nha, bốn, bao nhiêu con rồi anh? 39.000 mấy chị. 39.000 ha, chờ lấy kéo chốt kéo giùm em 39.000 một cái. Một cái kéo mà 39.000 hàng Nhật nha mấy chị nha. Cái này mấy chị ra ngồi cũng mua chúng ta là 60.000 một cái á. 60.000 nha. Cái này em tặng cho mấy chị 39.000, cái này là bán hồ bạn em á. Nha, chờ lấy thì chốt liền em. Cái này mấy chị nè. Ghi em mã kéo dùng cho Hải nha. À 39.000. 39.000 nha, sao em tắt like nha. Chị nào lấy thêm thì chốt thêm dùm em ha. À 39.000 một cây nha mấy chị nha. Cái này xài sướng lắm mấy chị. Nhìn nặng tay lắm luôn á, em thật luôn á. Mấy chị lấy thử đi, 39.000 nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt đi dùm em, 39.000 dùm chạy. Cái này mấy chị ở nhà bây giờ lấy kéo chốt kéo dùm em ha. Xong em tắt like nha, chúc mấy chị ngủ ngon ha. Bye bye mấy chị. Bye bye mấy chị nha, hẹn gặp mấy chị vào sáng mai nha mấy chị nha. À có ai xả quần chip vậy nè, chưa có đơn đúng không ạ? Chế Thiên Quyên. Chờ lấy kéo chút kéo giùm em. Kéo mới giống như Trương Loan. Kim em mà kéo mấy chị ơi. 39.000 một cái kéo. Hàng Nhật ấy. Hàng Nhật nha. Đây nè, để xem ở đây nè mấy chị nè. Nha mấy chị nha, hàng Nhật. À Giang Huỳnh hai cái anh bấm nha. Kim em mà kéo nha, xong em tắt like hen. Kéo 39 Giang Huỳnh hai cái. Rồi em tắt like nha, rồi bye mấy chị ha. Chúc mấy chị cũng ngon, hẹn gặp mấy chị vào ngày mai ha. Ngày mai hãy like 2k, buổi tối hãy nghỉ nha mấy chị nha. Rồi bye mấy chị ơi. Có áo khoác đen không chị Hải ơi? Hãy hết áo khoác rồi mấy chị, hãy còn màu reo á. Hãy còn màu reo nha. Rồi hãy tắt like nha.